Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 83. Tốc độ của Sở Vân Phi rất nhanh, công kích cũng vô cùng sắc bén, ít nhất cũng không hổ mang cái danh yêu nghiệt, bây giờ hắn ta chỉ muốn giết Tiêu Phàm để báo thù cho cha mình Sở Lăng Tiêu. Vẻ mặt Tiêu Phàm lạnh nhạt, hai mắt híp thành một đường, lúc con người khép mở liền bắn ra ánh sáng, để lộ sát khí không gì sánh được. Lúc này, trong đầu Tiêu Phàm lại nhớ lại thỉnh cầu của Sở Vân Bắc, mạnh mẽ ép luồng sát khí này xuống. Giây phút thấy công kích của Sở Vân Phi sắp tới gần, tay trái Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh đao đen như mực, hung quang bắn ra bốn phía, vung tay lên đập vào công kích của Sở Vân Phi. Giữa công kích của đao kiếm, đốm lửa bắn ra bốn phía, tiếng vang bén nhọn vang vọng khắp biển lôi vân màu xám. Nhất thời Minh La và Sở Vân Phi cùng nhau giằng co với Tiêu Phàm. Khí tức đáng sợ quay cuồng trên không trung ngày một mạnh hơn làm vỡ nát cả lôi vân màu xám. Giết hắn, Minh La tức giận gầm lên một tiếng, đây chính là cơ hội tốt để giết Tiêu Phàm, bọn họ sao có thể lại bỏ lỡ. Hoàng Phủ Thiên Hựu, người còn ngây ra đó làm gì, không phải ngươi muốn giết hắn sao, bây giờ hắn đã không thể động đậy, còn không giết hắn. Sở Vân Phi cũng giống lên. Thù giết cha không đội trời chung, hắn đã chờ thời khắc này vài năm rồi. Sở Vân Phi nhớ tới phụ thân mình bị giết, nhớ tới lúc trước bản thân bị đẩy vào vết nứt không gian, rời khỏi thần chi kiếp địa thì lửa giận trong lòng hắn ta liền không hẹn mà xông lên. Tựa như tất cả uất ức và phẫn nộ đều bùng nổ trong giây phút này, có lẽ một mình hắn ta không phải là đối thủ của Tiêu Phàm nhưng nhiều người như vậy hợp sức lại, hơn nữa còn cố ý lập kế dẫn Tiêu Phàm vào trong biển lôi vân thì lần này Tiêu Phàm cho dù có chắp cánh cũng không thể bay được. Theo tiếng hét lớn của Minh La và Sở Vân Phi, những người mặc áo choàng đen kia không chút do dự lao đến, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hựu lại hơi do dự. Hắn ta đã nhận ra thân phận của Minh La, nhưng trước đó hắn ta không hề biết người mà bản thân hợp tác lại là Minh La. Nếu để cho người khác biết bản thân liên thủ với người của dị tộc để giết Tiêu Phàm thì phỏng chừng gia tộc Hoàng Phủ cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Hoàng Phủ Thiên Hựu, giết hắn ở đây thì ai biết được là ngươi ra tay chứ? Sở Vân Phi dường như đã nhìn ra lo lắng của Hoàng Phủ Thiên Hựu liền lập tức quát to nói. Hoàng Phủ Thiên Hựu nghe vậy liền đánh mất luôn băn khoăn cuối cùng, cắn răng tựa như cố lấy can đảm, thanh trường kiếm trong tay tàn nhẫn chém về phía Tiêu Phàm. A, nhìn thấy đám người đánh tới, vẻ mặt Tiêu Phàm chưa từng thay đổi mà vẫn cười lạnh như cũ, huyết mạnh bên trong cơ thể dao động, sức mạnh nháy mắt tăng vọt. Tuy thực lực vẫn bị áp chế ở chiến thánh đỉnh phong nhưng Tiêu Phàm lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Sở Vân Phi cùng Minh La đều thầm nghĩ không ổn, cả hai liền dùng tất cả sức mạnh để ra tay, thế nhưng lại vẫn bị Tiêu Phàm đẩy lùi mấy bước liền như trước. Tiêu Phàm nhân khe hở này mà thân thể tựa yến bay lên, lách mình mấy cái liền rơi xuống trên cây cột đá phía sau. Đám người Sở Vân Phi và Minh La sao có thể cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc? Mấy người dẫn theo mười mấy kẻ áo đen không hề do dự mập xông qua, không ngừng ép sát Tiêu Phàm. Bỗng nhiên khí thế trên người mười mấy kẻ áo đen kia đột ngột thay đổi, tựa như được thêm vào cơ thể một luồng sức mạnh cực lớn mà trở nên vô cùng cuồng bạo hung hãn. Một đám người muốn tìm chết, Tiêu Phàm híp lại hai mắt, sát tâm nổi lên. Lấy thị lực của hắn tất nhiên có thể nhìn ra thân phận của những người này, vậy mà đều là tu sĩ của chiến thần điện. Lúc này bọn hắn đều đang thi triển thông thiên chi lực, tương đương với việc bị chiến luân hồi khống chế. Bách hoa sát, vừa quát lên trong lòng thì chân dẫm lên kiếm đột ngột biến mất tại chỗ cũ, sát khí lạnh băng bao phủ trái tim đám người, tất cả mọi người đều tựa như bị rơi xuống hầm băng. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo kia, mấy người đều lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không còn sức lực tiếp tục chiến đấu, tiếc là bọn họ đã xông đến giữa hai cây cột đá, tiến không được lùi không xong. Phụt, vài tia máu nở rộ giữa không trung, thế nhưng Tiêu Phàm không hề có ý định bỏ qua cho bọn họ, trước khi giải quyết được chiến luân hồi thì những người này đã định là kẻ địch của đại lục chiến hồn. Bọn họ còn sống thì sẽ chỉ có thêm nhiều người chết trong tay bọn họ. Cũng không phải là Tiêu Phàm đại nghĩa, không nói đến cái khác, chỉ việc những người này muốn giết hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mặc dù đã đột phá đến cảnh giới chiến thần nhưng hắn vẫn chỉ có thể giãy giụa dưới tầng cuối cùng mà thôi, bây giờ hắn vẫn chưa có thực lực có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thời gian còn lại của hắn đã sắp hết rồi, hắn phải không ngừng mạnh lên, mà việc bây giờ phải làm chính là tiếp tục sống.
năm sáu người bị một kiếm đứt cổ, mệnh cách vỡ nát, người khác thấy thế liền đạp trên không trung, tựa như đã đạp trúng thứ gì mà cơ thể đột nhiên bay về phía sau. Ba người Minh La, Sở Vân Phi cùng Hoàng Phủ Thiên Hựu nhìn nhau không hề lùi lại mà lại xông về phía Tiêu Phàm một lần nữa, ba người đã quyết tâm nhất định phải giết Tiêu Phàm thì sao có thể lùi lại. Chặn hắn lại, chỉ cần hắn không chạy mất thì chắc chắn hôm nay sẽ phải chết tại đây. Minh La truyền âm nói với bọn Sở Vân Phi. Được, Sở Vân Phi không chút do dự gật đầu, thế nhưng trong lòng Hoàng Phủ Thiên Hựu lại hơi nghi hoặc, chẳng lẽ còn việc gì đó mà mình không biết sao? Tiêu Phàm không hề nghĩ đến chuyện rời đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những người này, chỉ bằng bây giờ liền dùng để mài kiếm. Điều quan trọng nhất của Tu La Áo Nghĩa chính là chủ nghĩa giết chóc, chỉ có trong giết chóc mới có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Những người này đã tự đưa tới của thì tất nhiên Tiêu Phàm sẽ không có lý do từ chối. Giết ba người Minh La không dễ nhưng Tiêu Phàm đối phó với đám người áo đen kia lại không hề khó khăn. Trong khoảng thời gian nửa chén trà, ngoại trừ Minh La, Sở Vân Phi và Hoàng Phủ Thiên Hựu thì tất cả những kẻ áo đen khác đều bị Tiêu Phàm giết hầu như không còn một ai. Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn vào ba người đối diện, trên người hắn cũng dính vài vết máu, thế nhưng cơ thể không hề có chuyện gì, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có mà chỉ tiêu hao một chút thần lực mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi luôn miệng nói giết dị tộc nhưng người mà ngươi giết bây giờ đều là người của Chiến Thần Điện. Ta thấy ngươi mới là dị tộc. Sở Vân Phi âm u cười nói. Không sai, Tu La Điện chủ cấu kết dị tộc, nên giết. Hoàng Phủ Thiên Hựu cũng không ngừng cười lạnh, những người kia không thể nghi ngờ chính là người của Chiến Thần Điện, ít nhất thì bây giờ Chiến Thần Điện vẫn chưa bị Đại Lục Chiến Hồn tính là phản đồ, bọn họ vẫn là người của Đại Lục Chiến Hồn như trước. Giết các ngươi không thẹn với lòng. Vẻ mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm nói, ta không chỉ giết dị tộc, còn giết súc sinh. Các ngươi chính là những tên súc sinh đáng giết, trắng trợn cấu kết với dị tộc, còn vụ oan hãm hại hắn, làm sao Tiêu Phàm có thể không tức giận? Chỉ là tâm tính của Tiêu Phàm vô cùng kiên định, sao lại có thể vì dăm ba câu của bọn họ phá rối chứ? Ngay từ khi bắt đầu, Tiêu Phàm giết vài người nhưng tâm hắn chưa từng thay đổi, cho dù là Sở Vân Phi thì Tiêu Phàm cũng không định dễ dàng bỏ qua. Ba người vây công Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vẫn điều luyện như cũ, chỉ là chung quy hắn vẫn cảm thấy sự việc có chút không thích hợp, tựa hồ ba người đang cố ý kéo dài thời gian. Xem ra còn có chuẩn bị ở phía sau, ta ngược lại muốn xem còn có yêu ma quỷ quái nào, thuận tiện cùng giải quyết luôn. Tiêu Phàm cười lạnh trong lòng. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau cực kỳ chói tai, khóe mắt đảo qua thế mà lại phát hiện ra mấy bóng người đang từ từ tiến lại gần phía này. Mấy bóng người kia cũng không phải ai khác mà chính là bọn Lăng Phong và Quan Tiểu Thất, chỉ là lúc này bọn họ đang bị đuổi giết mà thôi. Cuối cũng đến rồi sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát ý dày đặc. Tam ca, Quan Tiểu Thất kêu to một tiếng, nâng tay lên bắn ra một mũi tên, ngay sau đó thân thể nhảy lên, xuất hiện trên cột đá bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang xông ra, kiếm khí màu máu dày đặc khắp không trung. Đánh văng công kích của ba người đối diện, thân thể nhảy lên lùi về phía sau, rơi xuống bên người Quan Tiểu Thất. Ba người Minh La, Hoàng Phủ Thiên Hựu và Sở Vân Phi đứng trên cột đá, cười lạnh nhìn mấy người Tiêu Phàm. Đúng vào lúc này thì Lăng Phong, Độc Cô Tương Đình, Lăng Thanh Tịch cùng Tô Vân Nhiên cũng rơi xuống trên cột đá mà bọn Tô Phàm đứng, đề phòng nhìn tu sĩ phía sau. Ha ha, Sở Vân Phi, đây chính là chuẩn bị phía sau của các ngươi sao? Không tồi, lần này dù bọn hắn có chắp cánh cũng khó thoát. Hoàng Phủ Thiên Hựu nhìn thấy tu sĩ dày đặc phía sau thì nhất thời bật cười. Người đuổi giết Lăng Phong không ít, đến hơn 100 người, đứng đầy mấy cây cột đá liền, mỗi một hơi thở trên người đều vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là chiến thánh đỉnh phong. Hơn nữa bọn hắn đều sử dụng lực thông thần, hiển nhiên để giết được Tiêu Phàm thì Chiến Thần Điện đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Vẻ mặt Sở Vân Phi cực kỳ lạnh lẽo, rõ ràng hắn đã sớm đoán được, lạnh lùng nhìn vào Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngay lúc giết phụ thân ta thì ngươi nên biết sẽ có ngày hôm nay, bây giờ không chỉ ngươi phải chết mà huynh đệ của ngươi cũng phải chết. Nói đến đây thì ánh mắt của Sở Vân Phi lại rơi trên người bọn Độc Cô Tương Đình, Tô Vân Nhiên, Lăng Thanh Tịch, ta cho các ngươi một cơ hội sống, chỉ cần các ngươi giết bọn Tiêu Phàm thì sẽ để các ngươi rời đi,
nếu không thì lại phải thiếu mất ba đại yêu nghiệt nữa rồi. Mấy người không hề cử động, bắt đầu từ giây phút bọn họ đi theo Tiêu Phàm bước vào cột đá Lôi Vân thì mấy người đã đoán được sẽ có giây phút này, sao có thể lùi lại. Sở Vân Phi, người đã đến nương nhờ chiến thần điện rồi. Vẻ mặt Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, tựa như không hề lo lắng ba người sẽ đột nhiên phản bội. Hắn hiểu rõ Lăng Thanh Tịch và Độc Cô Tương Đình, mà Tô Vân Nhiên lại là người quan tiểu thất tìm đến nên tất nhiên Tiêu Phàm cũng tin tưởng thái độ làm người của hắn ta. Có quan trọng không? Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng, để giết chết Tiêu Phàm hắn thật sự đã nương nhờ vào chiến thần điện, nếu không cũng không thể triệu tập nhiều cường giả của chiến thần điện như vậy, hợp tác cùng Minh La đối phó với Tiêu Phàm. Đối với ngươi thì rất quan trọng, đó chính là sự khác nhau giữa người chết và người sống. Giọng nói của Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, nếu như Sở Vân Phi muốn giết mình để báo thù thì điều này không có gì đáng trách, dù sao thì Tiêu Phàm đã giết phụ thân của hắn ta. Hơn nữa Tiêu Phàm đã đồng ý với Sở Vân Bắc là sẽ tha cho hắn ta một mạng. Nhưng nếu Sở Vân Phi đã nương nhờ chiến thần điện thì chính là một tình thế khác, Tiêu Phàm muốn tha cho Sở Vân Phi thì người khác cũng chưa chắc sẽ bằng lòng. Tiêu Phàm, nghe nói ngươi luôn rất kiêu ngạo. Không ngờ ngươi lại có thể kiêu ngạo đến mức này, nhiều người đối phó với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi vẫn cho rằng bản thân có thể sống sót rời đi sao, thật sự là mù quáng không biết gì. Hoàng Phủ Thiên Hựu cười to nói. Có thể thấy Tiêu Phàm chết cũng là điều mà Hoàng Phủ Thiên Hựu muốn thấy, hơn nữa hắn ta đã đi đến bước này thì cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc đám người Tiêu Phàm. Hai vị yên tâm, nếu ta đã tới thì tất nhiên sẽ không để bọn họ sống sót rời đi. Lúc này Minh La cũng cười nói, tựa như đã nắm chắc Tiêu Phàm trong tay. Vừa dứt lời thì Lôi Vân màu xám bốn phía đột nhiên bắt đầu quay cuồng, ngay sau đó thì từng tia sáng từ bên trong Lôi Vân gào thét lao ra. Bảy cây cột đá phía sau bọn Minh La gần như đứng đầy tu sĩ, nhìn sơ qua vậy mà lại lên đến hơn 100 người. Lông mày mấy người Tiêu Phàm nhíu chặt, rõ ràng là bọn họ không ngờ được lại có người có thể vượt qua biển Lôi Vân. Phải biết rằng lực hư vô ở bên trong cực kỳ đáng sợ. Bây giờ có hơn 100 người ở phía trước chặn đường, phía sau cũng có hơn 100 người ngăn bọn họ rời đi, mà lực cắn nuốt bên trong biển Lôi Vân màu xám cũng không phải là người bình thường có thể chống lại được. Mấy người Tiêu Phàm nhất thời rơi vào tình cảnh tiến toái lưỡng nan, mà Minh La ở đối diện chờ người lại bắt đầu cười ha hả. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không cho rằng bây giờ ngươi vẫn còn có thể sống sót rời đi chứ? Hoàng Phủ Thiên Hựu cười lớn nói, dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, trong mắt hắn thì Tiêu Phàm đã là một người chết rồi. Ánh mắt Sở Vân Phi cũng bắt đầu trở nên u ám, nhe răng trợn mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm. Tiêu Phàm im lặng không nói gì, nhìn tu sĩ bốn phía xung quanh, sau đó ánh mắt lại đảo qua biển Lôi Vân màu xám một cái, hắn đang lo lắng có phải bên trong biển Lôi Vân vẫn còn tu sĩ ẩn nấp hay không. Đáng tiếc linh hồn lực của hắn cũng khó mà phá vỡ được lực hư vô để tra xét. Tam ca, những kẻ kia có vẻ như không phải là người. Đột nhiên quan tiểu thất cao mày nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào 100 người đứng sau lưng bọn Minh La kia. Không phải người thì là thứ gì? Độc Cô Tương Đình ngạc nhiên nói, cẩn thận quan sát thì hắn ta kinh ngạc phát hiện ra vậy mà trên người những kẻ đó không hề có linh hồn ba động. Lẽ nào là hồn điêu? Tô Vân Nhiên cũng vô cùng không nghĩ tới, có điều không hề có bất kỳ ý tứ sợ hãi nào, chỉ riêng phần tâm tính này thì đã khiến cho Tiêu Phàm nhìn với cặp mắt khác rồi. Không phải hồn điêu, mà là những hoạt tử nhân. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu là hồn điêu thì tất nhiên hắn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra, nhưng bề ngoài những người này không khác gì con người, hơn nữa lại không có bất kỳ hồn văn nào. Hoạt tử nhân, mọi người hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là thần thi? Mọi người vẫn luôn có một loại sợ hãi theo bản năng đối với thần thi, suy cho cùng thì thứ kia gần như là không giết không diệt được. Không phải thần thi, hẳn là dùng một loại thủ đoạn đặc biệt luyện người sống thành một loại quái vật, bọn họ đã không còn ý thức của chính mình. Các ngươi nhìn xem, ánh mắt của bọn họ cực kỳ đờ đẫn, đây chính là bằng chứng tốt nhất. Tiêu Phàm nhìn ra trong lòng mọi người đều nghi ngờ liền giải thích. Không có ý thức, vậy thì cũng không có gì đáng sợ. Cùng lắm thì cũng chỉ tương đương với thần thi mà thôi. Lăng Phong nói ra, những người khác cũng gật đầu. Bọn họ có ưu thế tự nhiên khi ở trên cột đá Lôi Vân này, đó chính là dù đối phương có nhân số nhiều hơn nữa thì tất cả cũng không thể đến gần bọn họ, người có thể công kích có hạn.
Bọn họ chỉ cần tử thủ ở Ngọc Đài này thì cho dù có nhiều người đánh giết hơn nữa, bọn họ cũng chỉ cần ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài thì đối phương chưa chắc đã có thể lại gần thêm chút nào. Đừng coi thường bọn chúng đã không phải là người nữa mà chỉ là một loại máy móc giết chóc, thậm chí bọn chúng cũng không hề sợ hãi lực hư vô. Tiêu Phàm lắc đầu nói, những người này có thể đi qua biển lôi vân màu xám thì chứng tỏ bọn họ không sợ lực hư vô. Người khác cần phải nhờ vào cột đá lôi vân mới có thể di chuyển nhưng bọn họ không hề sử dụng. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì vẻ mặt mọi người cứng lại, có vẻ như mọi chuyện không hề lạc quan như bọn họ tưởng tượng, cho dù đối phương không tiến lên cùng một lúc thì chỉ trên mặt số lượng cũng đã có thể nghiền chết bọn họ rồi. Mọi người cũng không cần lo lắng quá, bọn họ vẫn còn chưa thể uy hiếp đến tính mạng của chúng ta được, lát nữa ra tay, người phía sau giao cho các ngươi, Tiểu Thất. Người đối phó với những người phía trước cùng với ta, mọi người phải bảo vệ bản thân thật tốt. Tiêu Phàm nói. Ha ha, không cần lo lắng. Lần này ta muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Minh La cười gằn nhìn Tiêu Phàm, lộ ra một tia dữ tợn. Đây chính là sức mạnh của các ngươi. Vẫn chưa đủ, Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói. Giết, Minh La không thèm nói nhảm với Tiêu Phàm, đưa tay vung lên. Người áo đen sau lưng nhào đến phía bọn Tiêu Phàm với tốc độ cực nhanh, điều kỳ lạ là bọn họ căn bản không cần sử dụng cột đá lôi vân mà trực tiếp bay qua biển lôi vân màu xám. Khí thế đáng sợ quét tới, cột đá lôi vân đều bắt đầu rung động mãnh liệt. Cùng lúc đó hơn 100 người phía sau lưng bọn họ cũng ào ào bay vụt tới, tuy những người này không thể không để ý tới lực hư vô nhưng bọn họ cũng không sợ chết, bởi vì bọn họ đã bị khống chế. So nhiều người sao? Tiêu Phàm híp mắt cười lạnh nói. Tiếng nói vừa hạ xuống thì trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ, nâng lòng bàn tay lên thì vô số viên đá nhỏ bắn ra đầy trời, xông thẳng đến phía những người áo đen trong biển lôi vân màu xám. Minh La nhìn thấy động tác của Tiêu Phàm thì không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, chế nhạo nói, Tiêu Phàm, không phải ngươi sẽ cầm những viên đá này để đối phó với huyết ma tử sĩ của ta chứ? Vậy đúng là không thể nói trước được. Người ta chính là Tu La Điện Chủ, nâng tay liền có thể giết chiến thần. Hoàng Phủ Thiên Hữu diễu cợt nói, bên trong vẻ tươi cười chứa đầy sự khinh thường. Không đúng, sắc mặt Sở Vân Phi đột nhiên tối sầm lại. Vừa dứt lời thì nụ cười trên mặt Minh La và Hoàng Phủ Thiên Hữu nháy mắt cứng lại, kinh hãi nhìn về phía những huyết ma tử sĩ kia. Chỉ thấy viên đá nhỏ bắn ra từ trong tay Tiêu Phàm. Lúc cách Tiêu Phàm hơn 3 trượng thì đột nhiên xảy ra thay đổi quỷ dị trong không trung. Mỗi một viên đá nhỏ bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như từng ngôi sao nhỏ, cướp đoạt ánh mắt người nhìn, cùng lúc đó thì viên đá nhỏ cũng nhanh chóng biến đổi, vậy mà lại biến thành từng con hồn thú to lớn màu sắc khác nhau. Hơi thở phát ra từ trên người mỗi hồn thú lại đều không hề yếu hơn tu vi chiến thánh trung kỳ, một màn này đã hoàn toàn khiến cho tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người. Những người khác đều đột nhiên ngừng chiến đấu, không thể tin nổi mà nhìn hồn thú đầy trời. Growl growl, từng tiếng giống rung trời truyền ra từ trong miệng những con hồn thú kia, bầu trời chấn động, ngay sau đó liền ào ào nổ tung. Đây là thật sao? Độc Cô Tương Đình nuốt từng ngụm nước miếng, một màn này cũng đã triệt để khiến cho hắn ta kinh hãi. Nâng tay lên là biến đá thành hồn thú chiến thánh đỉnh phong, một chiêu này quả thực quá nghịch thiên. Sức người căn bản không thể nào làm được. Giác đậu thành binh, hồn điêu sư cấp thủy tổ. Trên mặt Tô Vân Nhiên cũng lộ ra hoảng sợ mà nhìn Tiêu Phàm chằm chằm. Hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ Tiêu Phàm vậy mà lại là một hồn điêu sư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là một hồn điêu sư thì cũng không nói làm gì, thế nhưng lại còn là hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết, đây quả thực là quá biến thái. Thân là người thừa kế gia chủ cổ tộc Tô gia, Tô Vân Nhiên biết được một chút bí mật liên quan đến hồn điêu sư cấp thủy tổ, cũng giống như năng lực đặc biệt giải đậu thành binh lúc này chỉ có hồn điêu sư cấp thủy tổ mới có thể thi triển. Muốn trở thành hồn điêu sư cấp thủy tổ còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc người bình thường tu luyện đến cảnh giới chiến thần, nhưng Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu tuổi, đột phá cảnh giới chiến thần thì cũng thôi, thế nhưng lại còn trở thành hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết. Tô Vân Nhiên không chỉ mới nghe đến tên và sự tích của Tiêu Phàm một hai lần, nhưng cũng chỉ cư xử với Tiêu Phàm như một thiên tài yêu nghiệt mà thôi. Vậy nhưng giờ đây Tô Vân Nhiên nhận ra mình đã sai, bản thân cũng chỉ là một đối thủ bình thường của Tiêu Phàm, lại còn coi thường hắn.
tuy Tiêu Phàm còn chưa vẽ hồn văn đồ nhưng đã sớm đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ rồi, tùy ý thi triển năng lực giải đậu thành binh cũng là một dấu hiệu chứng tỏ trở thành hồn điêu sư cấp thủy tổ. Đương nhiên nếu có hồn văn đồ cấp thủy tổ của chính mình thì thực lực hồn thú mà Tiêu Phàm giải đậu thành binh làm ra sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn chiêu này thì dễ dàng nhưng không phải người bình thường có thể làm được, trong nháy mắt giải đá ra kia thì thần lực hồn văn trong lòng bàn tay Tiêu Phàm liền ngưng tụ lại thành vô số chuôi đao chạm chỗ khác lên trên đá vô số hồn văn, dùng thêm lực linh hồn kích phát liền có thể chế tác thành hồn điêu thú. Chỉ là vì thời gian ngắn ngủi mà bản thân Tiêu Phàm cũng chỉ vừa mới đột phá cảnh giới chiến thần nên hồn điêu thú được chế tác ra cũng chỉ có tu vi cửu giai. Thế nhưng cửu giai cũng tương đương với cảnh giới chiến thánh của tu sĩ nhân loại, đối phó với những người này thì cho dù chỉ là chiến thánh cũng dư giả. Giải đậu thành binh, đáng tiếc, hồn điêu thú mà ngươi làm ra cũng chỉ là cảnh giới chiến thánh trung hậu kỳ mà thôi, sao có thể là đối thủ của huyết ma tử sĩ? Minh La cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Chiêu này của Tiêu Phàm quả thực đã khiến cho hắn ta kinh hãi, nhưng thực lực của hồn điêu thú mà giải đậu thành binh tạo ra quá thấp. Căn bản không thể uy hiếp được huyết ma tử sĩ. Huyết ma tử sĩ, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc huyết ma tử sĩ của ngươi thế nào. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tiện tay tóm lấy một tảng đá từ cột đá lôi vân vung ra. Cũng ngay trong nháy mắt đó, không trung bỗng xuất hiện mấy chục con hồn thú, mặc dù phần lớn chỉ là tu vi chiến thánh trung hậu kỳ nhưng cũng may số lượng khá nhiều. Mấy chục con hồn điêu thú đối phó với một tử sĩ đã chết. Chẳng lẽ còn không phải là đối thủ? Huống hồ bởi vì hồn điêu thú mà Tiêu Phàm điêu khắc ra là nhờ vào sức mạnh của thí thần thú nên bọn chúng cũng căn bản là không sợ lực hư vô kia. Hừ, giải đậu thành binh tất nhiên có thể tạo ra rất nhiều hồn điêu thú, nhưng cũng làm ngươi tiêu hao hồn lực, hơn nữa tốc độ ngươi giải đậu thành binh vẫn còn quá chậm, các ngươi cũng phải chết thôi. Trừ phi lại có thêm vài cái ngươi nữa. Minh La lạnh giọng nói, trong mắt tràn ngập tự tin. Vậy sao? Tiêu Phàm mỉm cười, cười cực kỳ tự nhiên. Sở Vân Phi nghe vậy thì khóe miệng co rút, câu nói này quen thuộc đến thế, lúc trước khi phụ thân hắn Sở Lăng Tiêu đối chiến với Tiêu Phàm không phải cũng đã từng nói câu này sao? Cho dù hắn có một cái phân thân nữa thì tốc độ chế tạo hồn điêu thú cũng không phải đối thủ của huyết ma tử sĩ, ngươi cứ yên tâm đi. Minh La nhìn ra lo lắng của Sở Vân Phi, hơn nữa đa phần mọi người đều biết chuyện Tiêu Phàm có một cái phân thân. Hy vọng là vậy, Sở Vân Phi híp mắt, lời còn chưa dứt thì hắn chợt trừng mắt thật lớn, lộ ra vẻ kinh hoàng. Thân hình của Tiêu Phàm ở đối diện lóe lên, đột nhiên lại hiện ra thêm một Tiêu Phàm nữa, một màn này đã khiến cho sắc mặt Minh La đang chuẩn bị chế giễu Tiêu Phàm cứng đờ, lời nói đã đến bên khóe miệng lại bị cứng rắn nuốt xuống. Nếu như chỉ là một Tiêu Phàm thì đương nhiên cũng sẽ không khiến cho bọn hắn ngạc nhiên như vậy. Quan trọng nhất là đây mới chỉ là bắt đầu. Ở chỗ Tiêu Phàm đứng liền tựa như có mấy Tiêu Phàm chồng chất lên nhau, hết Tiêu Phàm này đến Tiêu Phàm khác chợt hiện ra. Vẻn vẹn trong thời gian mấy giây, cột đá lôi vân liền xuất hiện thêm 8 Tiêu Phàm, một màn này đã làm cho tất cả mọi người nhìn đến choáng váng. 9 người, đủ chưa? Giọng nói Tiêu Phàm nhàn nhạt vang lên. Minh La nghe vậy liền hận không thể hung hăng tát mình một cái, rồi chợt lắc đầu, hắn còn cho rằng mình bị hoa mắt. Nhưng bất kể hắn lắc đầu như thế nào thì mấy Tiêu Phàm kia đều vẫn ở chỗ đó. Không phải sự thật, chắc chắn không phải sự thật, đây là ảo giác. Hoàng Phủ Thiên Hựu không dám tin mà nói, bị dọa đến mức không thể kìm nổi mà lùi lại mấy bước. Một Tiêu Phàm đã vô cùng đáng sợ rồi, bây giờ lại xuất hiện 9, điều này sao có thể không khiến hắn sợ hãi. Sở Vân Phi im lặng không nói, nhưng cũng khó nén được chấn động trong lòng. Thân hình tất cả những tu sĩ đang tấn công Tiêu Phàm ở phía sau kia đều ngừng lại. Ngay cả bọn Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cũng ngẩn người nhìn Tiêu Phàm, mấy người cách nhau khá gần nên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở trên người 9 Tiêu Phàm. 9 người đều là thật, Độc Cô Tương Đình hít một ngụm khí lạnh, lúc này hắn mới nhận ra mình vẫn luôn coi thường Tiêu Phàm. Thật ra đừng nói 9, kể cả nhiều hơn 9 người thì Tiêu Phàm cũng có thể thi triển ra. Sau khi đột phá cảnh giới chiến thần thì phân thân linh hồn của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù ngươi có 9 cái phân thân thì sao, chẳng lẽ 9 cái phân thân của ngươi đều có thể giải đậu thành binh hay sao? Minh La cố ép mình bình tĩnh trở lại, tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Nghe được lời này, 9 Tiêu Phàm ở đối diện cùng cười,
9 người cùng túm lấy một tảng đá lên rồi ném ra 9 phía khác nhau. Sau khi ném ra, tất cả những tảng đá kia vậy mà lại hóa thành hồn thú cấp 9, còn yếu nhất cũng là cấp 9 trung kỳ, không ít cấp 9 đỉnh phong. Tự nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, tất cả đều bị loại thủ đoạn này của Tiêu Phàm dọa sợ. 9 người đều là thật, hơn nữa 9 Tiêu Phàm đều có thể thi triển giải đậu thành binh. Không thể nào, Minh La cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu bị dọa đến mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, tuy Sở Vân Phi vẫn đang cố kiên trì, nhưng hai chân hắn không nghe lời mà bắt đầu run rẩy. 9 Tiêu Phàm đều là thật, mà lại đều có thể thi triển giải đậu thành binh. Hơn 200 người trước mặt bọn họ thì đã tính là cái gì? Ba người Minh La, Hoàng Phủ Thiên Hữu và Sở Vân Phi nghĩ đến trước đó bản thân đã coi thường thường Tiêu Phàm, thậm chí còn tự cho là đúng, mù quáng không biết gì. Bây giờ xem lại liền buồn cười biết bao, chẳng trách Tiêu Phàm vẫn luôn không hề sợ hãi, người ta có thực lực cùng nội tình như vậy, sao có thể sợ hãi vài tu sĩ chiến thánh? Cho dù nhiều hơn nữa thì người ta tiện tay ném ra một tảng đá liền có thể biến thành vô số hồn thú cấp 9, làm sao có thể giết chết Tiêu Phàm chứ? Sợ hãi, không cam lòng, các loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng, ba người Minh La mới nãy vẫn còn tràn đầy tự tin, khí phách tao nhã thì giờ phút này lại không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào nữa. Thế này thì đấu thế nào? Đừng nói chỉ có hơn 200 người, ngay cả là hơn 2000 thì cũng thế nào đây? Nhưng đáng tiếc là Tiêu Phàm lại không định bỏ qua cho bọn họ, hắn túm lấy vô số tảng đá ném ra, tất cả đều hóa thành hồn thú đầy trời, giết đến phía 200 tu sĩ kia. Thi triển lực thần thông thì sao? Huyết ma tử sĩ thì lại như thế nào? Ở chỗ này cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới chiến thánh mà thôi, tối đa cũng chỉ mạnh mẽ hơn tu sĩ thông thường một chút, chịu đánh giỏi hơn tu sĩ thông thường một chút mà thôi chứ không hề có gì khác cả. Vốn dĩ trong mắt bọn Minh La chỉ là đơn phương nghiền ép, thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành đơn phương tàn sát, mà đối tượng bị tàn sát lại trở thành đám người Minh La bọn họ. Đi, Sở Vân Phi quát to một tiếng, nhưng người bỏ chạy về phía sau, nếu bây giờ ở lại, một khi bị những hồn điêu thú kia vây công thì người chết chính là bọn họ. Thừa dịp hồn điêu thú còn đang bị huyết ma tử sĩ ngăn cản, bọn họ muốn chạy trốn thì vẫn còn có hy vọng rất lớn. Chỉ cần đi vào bên trong không gian tầng thứ 8 thì Tiêu Phàm muốn giết chết bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như thế. Chỉ có điều vừa nghĩ tới khó khăn khi tiến vào không gian tầng thứ 8 thì trong lòng mấy người lại run lên, bọn hắn dẫm lên cột đá lôi vân, vốn dĩ cũng không phải là vì tiến vào tầng không gian thứ 8. Mà là vì dụ dỗ Tiêu Phàm bước vào trong nơi có cột đá lôi vân rồi vây nhốt bọn Tiêu Phàm ở đây. Thậm chí trước đó Minh La cố ý công kích cột đá lôi vân thứ nhất cũng chỉ là giả bộ mà thôi, hắn không hề muốn phá hủy cột đá lôi vân. Dù sao trong kế hoạch của bọn hắn thì sau khi giết Tiêu Phàm còn muốn trở về dọc theo đường cũ, sao bọn họ lại có thể tự chặt đứt đường lui của mình cơ chứ? Nghe được tiếng kêu to của Sở Vân Phi, Minh La và Hoàng Phủ Thiên Hữu lấy lại tinh thần, nhanh chóng bay về phía nơi sâu trong biển lôi vân màu xám. Muốn chạy, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nhưng mình đuổi theo. Tam ca, ta giúp ngươi một tay. Quan Tiểu Thất thấy thế liền cầm Phi Vũ Thần Cung trên tay, đặt ba cây tên lên dây, lấy thế kéo căng dây cung rồi ào ào truyền thần lực vào. Vù một tiếng, ba mũi tên đồng loạt bắn ra, động tác của Quan Tiểu Thất lưu loát tựa nước chảy mây trôi, tuy hắn ta không thể hoàn toàn kéo hết Phi Vũ Thần Cung, nhưng sức mạnh của thần tiễn cũng không hề yếu hơn uy lực của chiến kỹ thần giai trung cấp. Thần ảnh, khẽ quát một tiếng, chán Quan Tiểu Thất dịn ra vài giọt mồ hôi, hiển nhiên là vừa rồi bắn ba mũi tên cùng lúc cũng là tiêu hao cực lớn đối với hắn. A à, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, thế nhưng lại nhìn thấy cơ thể phía sau của Hoàng Phủ Thiên Hữu bị một cây thần tiễn xuyên qua thân thể, ngực xuất hiện một chiếc lỗ lớn. Hoàng Phủ Thiên Hữu không dám tin mà nhìn xuống ngực mình, nơi đó lộ ra một luồng khí lạnh đang lan ra khắp cơ thể của bản thân, hắn ta cảm giác được cơ thể của mình hoàn toàn không thể động đậy. Chết, cũng ngay lúc này, Tiêu Phàm đã đuổi kịp đến, Tu La kiếm rung động, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua gáy Hoàng Phủ Thiên Hữu. Nếu như nói mũi tên của Quan Tiểu Thất kia chỉ có thể khiến Hoàng Phủ Thiên Hữu trọng thương mà thôi thì một kiếm này của Tiêu Phàm chính là đã trực tiếp lấy mạng hắn ta. Đối với kẻ cấu kết dị tộc, hãm hại người mình thì Tiêu Phàm cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, giết thì cũng đã giết rồi.
Hoàng Phủ Thiên Hựu đến chết cũng không thể ngờ được bản thân vậy mà lại sẽ chết ở nơi này, suy nghĩ cuối cùng trong đầu của hắn ta chính là kiếp sau nhất định không được đắc tội Tiêu Phàm. Đến lúc này, Hoàng Phủ Thiên Hựu một trong thập đại yêu nghiệt đã chết. Ầm ầm, Tu La kiếm đột nhiên rung động, kiếm khí đầy trời, cơ thể Hoàng Phủ Thiên Hộ bỗng nổ tung, bị kiếm khí chấn đến vỡ nát, chỉ có một viên tinh thạch lấp lánh lơ lửng giữa trời, chính là thần lực chi tinh của hắn ta. Tiêu Phàm thu thần lực chi tinh lại, động tác lưu loát liền mạnh, con người sắc bén lại nhìn về Minh La và Sở Vân Phi phía trước. Minh La nhìn thấy Quan Tiểu Thất bắn ra một mũi tên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, chỉ thấy thần lực trên người hắn ta dao động, thân hình hắn ta một giây sau liền đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở bên ngoài cột đá lôi vân thứ 10. Tại thời điểm mấu chốt, Minh La lại thi triển năng lực thuấn di quỷ dị của hắn ta, tránh thoát một kiếp. Nhưng Sở Vân Phi lại không may mắn như vậy, bị một mũi tên của Quan Tiểu Thất khóa tại chỗ, căn bản không thể trốn đi đâu được, dù sao thì tốc độ của mũi tên cũng nhanh hơn hắn ta nhiều. Giữa lúc gấp gáp, Sở Vân Phi chỉ có thể dốc hết sức tấn công, hắn nghiêng người chém ra một kiếm, xung quanh người hắn hiện lên một con hỏa long đỏ thẫm, ngang ngược mà hung mãnh. Quỳnh, kiếm khí chém lên trên mũi tên, trong không trung sinh ra một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ, tại thời khắc mấu chốt, Sở Vân Phi tránh thoát được một kiếp, nhưng bản thân hắn ta cũng bị mũi tên kia dọa không nhẹ, đồng thời cũng làm cho tốc độ của hắn ta chậm lại. Tiêu Phàm vốn chỉ cách hắn ta hơn 20 trượng đã đến gần, không đợi hắn ta phản ứng lại thì Tu La kiếm bỗng đâm vào trong cơ thể Sở Vân Phi. Phốc một tiếng, Tu La kiếm đã xuyên qua lồng ngực của Sở Vân Phi. Trong mắt Sở Vân Phi run lên dữ dội, muốn chống lại nhưng rồi nhận ra bản thân không thể động đậy, trong cơ thể có một luồng sức mạnh huyền diệu khóa chặt tất cả kinh mạch. Giờ phút này Sở Vân Phi mới nhận ra trước mặt Tiêu Phàm bản thân cũng chỉ có vậy, ngay cả một con dê đợi làm thịt cũng không bằng. Tiêu Phàm rút Tu La kiếm về, một tia máu tươi nóng hổi bắn ra, cơ thể Sở Vân Phi lùi lại mấy bước liền, hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm chậm rãi đi qua, sát khí lạnh như băng bao phủ Sở Vân Phi, cơ thể Sở Vân Phi run rẩy dữ dội, đến tận ranh giới của cái chết thì hắn ta mới biết được chênh lệch thật sự với Tiêu Phàm. Biểu đệ, Tiêu Phàm vừa mới tới gần Sở Vân Phi thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo bào trắng nhanh chóng tiến lại gần bên này, trong thời gian một hơi thở liền xuất hiện trước người Tiêu Phàm. Người đến không phải ai khác mà chính là Sở Vân Bắc, hắn vậy mà lại luôn ẩn nấp trong đám người này. Xin hãy tha cho hắn ta một mạng. Sở Vân Bắc biết, Sở Vân Phi đã chạm tới điểm mấu chốt của Tiêu Phàm, chỉ cần tội cấu kết với dị tộc kia thì Tiêu Phàm đã không thể tha cho hắn ta rồi. Chỉ vì một tiếng biểu đệ này, lần này tha cho hắn ta một mạng. Tiêu Phàm nhìn Sở Vân Bắc hít sâu nói. Cảm ơn biểu đệ, Sở Vân Bắc nhìn Tiêu Phàm một cách biết ơn. Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời nói của Tiêu Phàm vừa chuyển liền lập tức vung tay lên, từng tia sáng bắn vào bên trong cơ thể phong bế tất cả kinh mạch. Cuối cùng Tiêu Phàm lại cắm một cây kim châm vào đỉnh đầu hắn ta, châm này vừa hạ xuống thì khí thế trên người Sở Vân Phi nháy mắt biến mất. Hắn ta đột nhiên nhận ra không gian ý thức của bản thân đã bị phong bế lại. Thần lực hải cũng như vậy, chỉ có thể chậm rãi tản ra sức mạnh mỏng manh, cùng lắm cũng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của cảnh giới chiến thánh. Ngươi muốn giết ta không có gì đáng trách, nhưng ngươi liên hợp với Minh La thì chính là đáng chết, nếu còn có lần sau thì ai cầu xin cũng vô dụng. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Sở Vân Phi. Sở Vân Phi trả thù tất nhiên không sai. Nhưng đã đến mức dùng bất cứ thủ đoạn nào mà Tiêu Phàm vẫn có thể áp chế sát ý trong lòng không giết hắn ta thì đã cực kỳ không dễ dàng rồi. Lão đại, tiểu ngũ, những người này giao cho các ngươi. Không đợi huynh đệ Sở Vân Bắc mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía mấy người Lăng Phong ở nơi xa nói. Tam ca, còn ngươi? Quan Tiểu Thất không hề nghĩ ngợi mà hỏi. Minh La nhất định phải chết. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí phun ra mấy chữ. Lập tức mở ra Tu La thần dực, biến thành một tia sáng biến mất tại nơi sâu trong biển lôi vân. Minh La liều mạng chạy trốn, những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống trên trán. Thật ra hắn cho rằng Tiêu Phàm lần này chắc chắn đã chết, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại mạnh đến vậy. Tiêu Phàm đáng chết, hắn một hồn điêu sư cấp thủy tổ, chiến thần điện đúng là một đám bất tài, ngay cả tin tức quan trọng như vậy cũng không biết. Minh La trong lòng tức giận.
không ngừng mắng. Lần này vì giết Tiêu Phàm, hắn đã lập mưu tính kế rất lâu, nhưng vẫn bị thất bại trong gang tấc, khiến hắn không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Mình một lần lại một lần chịu thiệt trong tay Tiêu Phàm, khiến hắn cực kỳ không cam lòng, chẳng lẽ mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? May mà ta đã học xong Thái Huyền Thần Thi Bộ, không thì thật sự phải chết tại chỗ này. Nhớ tới cảnh Hoàng Phủ Thiên Hộ bị Tiêu Phàm giết chết, Minh La cảm thấy có chút may mắn. Hiện tại, hắn chỉ muốn trốn khỏi nơi này, lần sau có cơ hội lại đối phó Tiêu Phàm. Nghĩ đến đây, Minh La tăng tốc thêm nữa, như sợ Tiêu Phàm đuổi kịp, một chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, hướng về phía một cây cột đá khác lao đi. Phù một tiếng, Minh La cảm giác có chút lạnh ở phía sau lưng, giống như bị một con rắn độc quấn chặt, trong thời khắc vội vàng, hắn nhanh chóng nghiêng về hướng một bên cánh mà đi. Ngay sau đó, cột đá phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, khiến cả trụ đá lôi vân đều run lên bần bật. Ai, Minh La phẫn nộ nhìn lại phía sau, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện cách hắn mấy chục trượng, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Đáng chết, vậy mà đuổi theo kịp. Minh La giận mắng không thôi, bóng hình kia không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm đã đuổi theo kịp. Chẳng biết tại sao, Minh La nhiều lần thiệt thòi, hiện tại ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn cũng sinh ra một loại bản năng e ngại. Chạy, hiện nay cách duy nhất là chạy trốn liền, nếu như Tiêu Phàm dùng hồn điêu thú vây quanh mình, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp. Nghĩ đến đây, Minh La lần nữa biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một nơi khác hơn vài dặm, Tiêu Phàm chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình. Lần thứ hai, còn một lần có thể dùng, con người Tiêu Phàm lạnh lùng. Tu La Thần Dương rộng cánh, với khoảng cách vài dặm, đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ tốn mấy hơi thở mà thôi. Năng lực quỷ dị của Minh La mặc dù rất nhanh, nhưng căn bản không thể tiếp tục nữa, đâu thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Chỉ mấy hơi thở thời gian, khoảng cách giữa hai bên đã chỉ còn cách nhau tầm 10 cột đá vân lôi. Nhưng trong lúc này, Tiêu Phàm lại thấy được hai bóng hình khác nữa. Trong đó có một người Tiêu Phàm hết sức quen thuộc, chính là Chiến Hoàng Thiên. Còn người kia, Tiêu Phàm chỉ biết tên của hắn Diệp Khuynh Thành, cũng đều là một trong thập đại yêu nghiệt. Thời khắc Tiêu Phàm nhìn thấy hai người kia cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tỏ vẻ khó tin. Nơi này đã là nơi thông xuống độ sâu tầng thứ 8 của thông đạo, hư vô chi lực càng phát ra mạnh mẽ, đối với tu sĩ thì tổn thương càng lớn. Có thể đến được nơi này, thì thần lực của người bình thường đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Chỉ có thể dựa vào năng lực của hư vô thần châu để bổ sung, hơn nữa còn phải tiếp tục chịu sự thâm nhập của hư vô chi lực. Chiến Luân Hồi cùng Diệp Khuynh Thành kiên trì lâu như vậy, sắc mặt của hai người cũng hơi trắng bệch, dù sao, người bình thường cũng khó trụ nổi với lực hư vô. Thậm chí, Minh La cũng đã có chút phí sức, nhưng mà, Tiêu Phàm dường như mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, điều này làm sao không khiến bọn hắn kinh ngạc được. Tiêu Phàm, nếu ngươi giết ta, bộ lạc huyết ma chắc chắn sẽ diệt đi vọng cổ thiên đô, ngươi chẳng lẽ muốn chiến hồn đại lục bị hủy diệt sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm nhất định phải giết hắn, Minh La bắt đầu trở nên sợ hãi hơn. Ngươi thì là cái gì? Giết ngươi là có thể hủy diệt chiến hồn đại lục, vậy thì chiến hồn đại lục đã sớm bị hủy diệt, thật sự là trò cười. Tiêu Phàm tỏ ra cực kỳ khinh thường. Minh La, ngươi thì là cái gì? Một thần tử của huyết ma bộ lạc, là một người cáo mượn oai hùng thôi. Nếu như là lão tổ nhà ngươi Minh Yểm nói như vậy, có lẽ ta sẽ còn lo lắng một chút. Nhưng bộ lạc huyết ma mấy ngàn năm cũng không dám tự tiện tiến công chiến hồn đại lục, cũng chỉ có mấy khả năng. Một là do mệnh lệnh của cửu U Ma Thần, không cho bộ lạc huyết ma động thủ, dù là Minh Yểm cũng không dám vi phạm. Hai là lực lượng của chiến hồn đại lục khiến bộ lạc huyết ma kiêng kỵ, cho dù có động thủ, thì cũng phải trả giá nặng nề, hoặc căn bản mà nói không đạt được lợi thế. Đã như vậy, ta còn phải sợ gì? Lời nói của Minh La, nếu dùng để hù dọa những người khác có lẽ sẽ hữu dụng, còn đối với Tiêu Phàm, thật đúng là không đáng để tâm. Nếu người như Minh La cũng có thể quyết định sự tồn vong của chiến hồn đại lục, thì chiến hồn đại lục đã sớm hủy diệt từ hàng ngàn hàng vạn năm trước. Vừa dứt lời, căn bản Tiêu Phàm đã lười nhắc tiếp tục nói nhảm cùng hắn, Tiêu Phàm đã phóng một đao sắc bén từ Tu La kiếm giết đến. Cho dù có giết Minh La, sẽ khiến bộ lạc huyết ma cùng chiến hồn đại lục xảy ra chiến tranh, Tiêu Phàm cũng không hối tiếc. Tiêu Phàm, ngươi, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Minh La sợ hãi,
nhìn về phía hai người khác nói, Chiến Hoàng Thiên, Diệp Khuynh Thành, các ngươi cũng muốn chiến hồn đại lục hủy diệt sao? Còn có gia tộc của các người. Dứt lời, Minh La chậm rãi tới gần bên cạnh Chiến Hoàng Thiên, Chiến Hoàng Thiên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đắn đo. Mà Diệp Khuynh Thành lại một mặt lạnh nhạt, một dáng vẻ việc này không liên quan đến mình, căn bản không có dục vọng xuất thủ. Thời khắc mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm sắp rơi xuống, Chiến Hoàng Thiên đột nhiên thở sâu, xuất hiện trước mặt Minh La. Keng, tiếng kiếm đáng sợ rít lên cực kỳ chói tai, cả bầu trời, kiếm khí gào thét tứ phương, khuôn viên trong vòng mấy trăm trượng toàn bộ đám mây bị chấn tản ra. Ngươi muốn ngăn ta, ánh mắt Tiêu Phàm tê lạnh lùng, sát khí nặng nề nhìn Chiến Hoàng Thiên. Hắn có thể chết, nhưng không phải lúc này. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, con người cũng trở nên kiên định. Hôm nay, ta nhất quyết giết hắn, ai cũng không ngăn được ta, ai cản, giết ai. Tiêu Phàm sát khí nặng nề, ý niệm hơi động, ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên lại xuất hiện hai đạo linh hồn phân thân. Trong đó, một đạo linh hồn phân thân bỗng nhiên giết về phía Minh La, một đạo linh hồn phân thân khác một cước đá về khuôn mặt Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên biến sắc, hắn làm sao biết, Tiêu Phàm lại còn có hai phân thân, ngăn cản không kịp, bị một cước đó trực tiếp đạp vào trong lôi vân màu xám. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Minh La, hôm nay, Minh La phải chết, ai cũng cứu không được hắn, Chiến Hoàng Thiên cũng không được. Tiêu Phàm, Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ từ bên trong biển lôi vân màu xám xông ra, lần nữa chặn đường đi của Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm. Cút, Tiêu Phàm làm gì có tính khí tốt, hắn đối với Chiến Hoàng Thiên thất vọng dị thường, Tu La huyết mạch cùng Thần Long huyết mạch đồng thời vận chuyển, Tu La kiếm bộc phát ra ánh quang huyết sắc vô cùng yêu diễm, một kiếm chém xuống. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm động sát tâm, cũng không dám coi thường, thi triển thiên hộ mệnh quang để ngăn đỡ. Nhưng mà, trước kiếm quang đáng sợ của Tiêu Phàm, thiên hộ mệnh quang bỗng nhiên nổ nát vụn, căn bản không có sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thực lực của Chiến Hoàng Thiên chỉ có như vậy sao? Không chỉ Tiêu Phàm hoài nghi, ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng nghi ngờ. Phịch một tiếng, máu từ miệng của Chiến Hoàng Thiên phụt ra, thân thể lần nữa bị đánh bay, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mà kiếm khí của Tiêu Phàm lần nữa ngưng tụ, tiến tới nghiền ép Minh La. Giờ phút này, Minh La hoàn toàn đã không còn lòng phản kháng, hắn chỉ suy nghĩ chạy trốn như thế nào. Thời khắc mắt thấy kiếm quang của Tiêu Phàm tới gần, Minh La lần nữa thi triển năng lực quỷ dị biến mất tại chỗ, lần này xuất hiện trong lôi vân màu xám. Không hề nghĩ ngợi, hắn hướng phía sâu lôi vân màu xám mà bỏ chạy. Minh La biết, muốn dọc theo cái thông đạo này trốn khỏi sự truy sát của Tiêu Phàm, dường như là không thể nào, chỉ có thể thử thời vận trong lôi vân màu xám. Lực hư vô đối với Tiêu Phàm cũng không có tác dụng, lại còn dám trốn vào trong biển lôi vân. A, Tiêu Phàm nhếch mép cười nhạo một tiếng, lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười nhạt nói, lần thứ ba. Tiêu Phàm nhiều lần cùng Minh La giao thủ, biết hắn có năng lực quỷ dị là thuần di, một trong những thủ đoạn cường đại để chạy trốn. Nhưng Tiêu Phàm đồng thời cũng biết, loại năng lực thuần di này, mỗi lần chỉ có thể sử dụng 3 lần, từ lúc cùng Minh La giao thủ đến bây giờ, Minh La đã vừa lúc sử dụng hết 3 lần. Cứ nhiên, ở chỗ này, Minh La đang tính toán Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm từ lúc thấy Minh La, cũng bắt đầu tính toán Minh La. Tại trụ đá lôi vân này, muốn chạy trốn, chỉ có một hướng, đó chính là dọc theo trụ đá lôi vân tiến lên, Tiêu Phàm không cần lo lắng đuổi không kịp Minh La. Sự thật quả nhiên như hắn nghĩ, không phải bất đắc dĩ, Minh La căn bản sẽ không dám xông vào biển lôi vân màu xám. Cho tới bây giờ, 3 lần cơ hội sử dụng thuần di đã hết. Nếu như nói, trước đó, Tiêu Phàm còn chưa nắm chắc được có thể giết chết Minh La, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại chỉ ít nắm được 8 phần. Bởi vì lực hư vô trong biển lôi vân màu xám, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, mà nguyên do sức mạnh của thí thần thú, nhưng đối với Minh La thì không như vậy. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Phàm không chút do dự mà nhào về phía biển lôi vân màu xám, tiếp tục giết đến. Diệp Khuynh Thành nhíu mày, chăm chú nhìn lướt qua, tiếp tục hướng đến không gian tầng thứ 8 đi đến. Mấy khắc sau, biển lôi vân màu xám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia không phải ai khác, chính là người bị Tiêu Phàm một kiếm chém bay Chiến Hoàng Thiên.
Chiến Hoàng Thiên sắc mặt hồng hào, căn bản không có vẻ gì là bị thương. Hiển nhiên, mới vừa rồi là hắn cố ý bị Tiêu Phàm đánh bay, mà lúc đó là tự hắn phát tán thiên hộ mệnh quang. Nếu không, hủy đi thiên hộ mệnh quang, trên trời đã sớm hạ xuống lôi điện giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ta biết sẽ bị ngươi xem thường, nhưng vì tộc nhân của ta, Minh La không thể chết trước mắt ta. Chiến Hoàng Thiên tự nhủ. Thở sâu, Chiến Hoàng Thiên tiếp tục tiến về không gian tầng thứ 8 của cột đá lôi vân, về phần an nguy của Minh La, hắn không còn lo lắng. Mà Tiêu Phàm cũng đã đi tới chỗ sâu của biển lôi vân màu xám, phía sau tất cả đều tối tăm mờ mịt, hắn đã không thấy cột đá lôi vân đâu nữa, trong mắt của hắn chỉ có Minh La. Nhiều lần bị Minh La tính toán hãm hại, Tiêu Phàm có thể nhìn đến bây giờ đã vô cùng khó được, hắn là một người không cần chờ đợi mà báo thù, huống chi Minh La lại là người dị tộc. Mặt khác, tại biển lôi vân màu xám, bọn hắn chỉ có thể phát huy thực lực chiến thánh cảnh đỉnh phong, và lại lực hư vô còn đang mài mòn sức lực của Minh La, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn, như vậy Tiêu Phàm đâu có khả năng bỏ lỡ. Mắt thấy Tiêu Phàm cùng Minh La càng ngày càng gần, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm rung động, từng đạo sắc bén xuyên phá biển mây, chói mắt cái đã tới sau lưng Minh La. Minh La kinh biến thời khắc, trở tay chém ra vài kiếm, thân thể rút lui mấy chục trượng. Sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng ép ta. Ép ngươi, một người bị dọa sợ mất mật, có cái gì đáng để ta ép ngươi? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Nếu là Minh La của lúc trước, Tiêu Phàm còn không có tự tin giết hắn, sự thật là như thế. Minh La đã nhiều lần chạy thoát từ trong tay hắn. Nhưng lần này, Minh La đối với Tiêu Phàm đã tràn đầy sợ hãi, hắn làm sao là đối thủ của Tiêu Phàm? Minh La cũng biết. Lần này, Tiêu Phàm không có ý định buông tha hắn. Nếu không, sẽ không truy sát hắn đến chỗ sâu của biển lôi vân màu xám. Khẽ cắn môi, trên mặt Minh La lộ ra vẻ hung ác, nói thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành công, ta mà chết, ta dám cam đoan, ngươi cũng không sống nổi. Cái này thì ta tin, có điều cho dù ta muốn chết, cũng phải diệt ngươi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ý chí giết Minh La không có bất kỳ cái gì dao động. Minh La thân là thần tử của huyết ma bộ lạc, có chút át chủ bài cũng không phải chuyện bất ngờ. Tiêu Phàm tự nhiên tin rằng hắn sẽ có năng lực giết mình. Ngươi, Minh La thở gấp, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết đã chết bao nhiêu lần. Thời khắc phẫn nộ, trong tay Minh La đột nhiên lấy ra một viên ngọc đài toàn thân màu đỏ như máu, phần trên được che kín bởi các đường vân rườm rà. Điều khiến Tiêu Phàm kinh dị là vậy mà hắn không thể nhìn thấu những đường vân ảo diệu kia. Nhưng mà, như đã xong việc chuẩn bị để giết Minh La, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho dù viên ngọc đài toàn thân màu đỏ huyết này tạo cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm. Tu La áo nghĩa, xâm la vạn tượng, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, từng đạo kiếm khí bỗng nhiên nở rộ, như là sóng ánh sáng, từng đợt tràn ngập mà hướng đến xung quanh, dày đặc toàn bộ hư không. Đầu tiên, ánh mắt Minh La run lên, sau đó liền lắc đầu, để khôi phục lại bình tĩnh, thời khắc vừa rồi, hắn cảm giác được bản thân đã đánh mất phương hướng. Thời khắc kinh biến, Minh La vội vàng cắt bỏ ngón tay của mình, máu tươi chảy ra, rơi vào trên viên huyết sắc ngọc đài, huyết sắc ngọc đài phóng ra một đạo quang mang, bao phủ Minh La ở bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, bỗng nhiên một kiếm chém về phía Minh La. Điều quỷ dị chính là viên huyết sắc ngọc đài phát ánh quang màu đỏ máu đã ngăn cản một kiếm của Tiêu Phàm ở bên ngoài. Đồ tốt, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn vừa mới thi triển 6 phần năng lực, lại bị thứ này chặn lại. Với tầm mắt của Tiêu Phàm, thì chiến hồn đại lục đã không còn cái gì có thể rơi vào mắt của hắn, nhưng viên huyết sắc ngọc đài này lại khác. Ha ha, Tiêu Phàm, xem ra ngươi cũng chỉ có như thế, có thông thiên thần huyết đài ở đây, ngươi sẽ không giết chết được ta. Minh La thấy thế, khuôn mặt trắng bệch khôi phục lại vẻ tươi cười, tùy tiện hét lớn. Thông thiên thần huyết đài, Tiêu Phàm nhíu mày, trong trí nhớ của hắn, chưa từng nghe nói qua vật này. Nhưng mà, thứ này có thể ngăn cản 6 phần công kích của hắn, đã chứng minh được sự bất phàm của nó. Một khắc sau, Tu La huyết mạch cùng thần long huyết mạch trong cơ thể Tiêu Phàm bỗng nhiên sôi trào lên, lực lượng tăng vọt, thời khắc Tu La kiếm rung động. Ánh sáng lồng quanh thông thiên thần huyết đài bỗng nhiên vỡ nát mà nứt ra.
kiếm khí sắc bén gào thét, giống như chớp giật, chém từ vai trái qua phía phải sườn của Minh La. Dưới Tu La kiếm, Minh La liền tựa như một tờ giấy mỏng trực tiếp bị cắt ra, hai tay của hắn cũng bị kiếm khí cùng lúc chém rơi. Minh La trừng to hai mắt, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai đoạn. Thông Thiên Thần Huyết Đài trong tay cũng bắn ra, huyết sắc quang mang vẫn nở rộ. Ta lại phải chết sao? Đây là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Minh La, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà lúc này, Tiêu Phàm đưa tay bắt lấy Thông Thiên Thần Huyết Đài, Minh La thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng hắn đột nhiên lẩm bẩm một đoạn chú ngữ rườm rà. Bỗng nhiên, ánh sáng của Thông Thiên Thần Huyết Đài cực thịnh, huyết quang ngưng tụ đầy trời, tạo thành một thanh huyết sắc kiếm, huyết kiếm lộ ra chặt đứt khoảng không, cắt đứt duệ khí càn khôn. Ta hiến máu ta tế thần đài. Minh La thét lên một tiếng cuối cùng, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành bụi máu cuồn cuộn bay về Thông Thiên Thần Huyết Đài, bao phủ tới trên không trung. Mọi thứ vẻn vẹn xảy ra ở trong chớp mắt, Thông Thiên Thần Huyết Đài nuốt trọn máu tươi của Minh La, cây kiếm màu máu đột nhiên phóng ra ánh sáng yêu diễm, nhìn hết sức lạ thường. Phục, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, cây huyết sắc kiếm đột nhiên xuyên qua mi tâm Tiêu Phàm, dường như khiến cho Tiêu Phàm không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tiêu Phàm trừng to hai mắt, con người run rẩy kịch liệt, hắn hoàn toàn không thể tin được, mi tâm của mình lại bị xuyên qua. Ha ha, Tiêu Phàm, trong thiên hạ, không có ai có thể ngăn cản Thông Thiên Thần Huyết Đài công kích mệnh cách, cuối cùng vẫn là ta thắng, giết được Tu La Điện Chủ của một thời đại, ta chết cũng đáng. Trong hư không truyền đến một âm thanh cuồng tiếu, nhưng lại nhìn thấy linh hồn Minh La đang bị lực hư vô từng bước xâm chiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì đau đớn, ngược lại đều là vẻ cười. Sợ là để ngươi phải thất vọng. Đột nhiên, trong hư không, một tiếng nói hững hờ vang lên, tiếu dung của linh hồn Minh La trong nháy mắt ngưng kết lại. Ngươi, sao ngươi lại không chết? Linh hồn Minh La sợ hãi giống lên, nhìn một thân ảnh cách đó không xa, thân ảnh kia không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, không có gì khác biệt, tựa như một kiếm vừa rồi căn bản không xuyên qua mi tâm của hắn. Đột nhiên, Minh La nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Tiêu Phàm nói, ngươi là người vô mệnh. Không có khả năng, trên đời không có khả năng có người vô mệnh. Người vô mệnh, Tiêu Phàm nhíu mày, vừa rồi hắn có nghe Minh La nói, Thông Thiên Thần Huyết Đài là nhắm vào người có mệnh cách, bây giờ lại nói hắn là người vô mệnh. Chẳng lẽ trong này có mối quan hệ sao? Hay là nói người không có mệnh cách chính là người vô mệnh? Nhưng mà Tiêu Phàm cũng biết, Thông Thiên Thần Huyết Đài sở dĩ không giết chết được mình, không phải là Minh La nhân từ nương tay vào thời điểm then chốt, mà là hắn vốn không có mệnh cách, Thông Thiên Thần Huyết Đài tự nhiên không làm gì được hắn. Mà bây giờ, Minh La không có thân xác, linh hồn của hắn muốn tiếp tục sống sót ở chỗ này, căn bản là không thể nào. Minh La vốn cho rằng, nếu như mình chết, cũng có thể kéo theo Tiêu Phàm. Đáng tiếc, kết quả lại chỉ mình hắn chết, như vậy khiến hắn cam tâm sao được. Minh La, thế nào là người vô mệnh phải tiếp tục đột phá như thế nào? Tiêu Phàm thân hình lóe lên một cái, nhanh chóng tới gần linh hồn Minh La. Ha ha, ngươi muốn biết sao? Ta dù có chết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ha ha, gia gia của ta sẽ báo thù cho ta. Minh La thấy Tiêu Phàm cũng chưa biết hết sự tình, lập tức tùy tiện cười ha hả. Âm thanh vừa dứt, thân thể của hắn nổ tung ra, Tiêu Phàm vồ hụt, muốn giữ lấy linh hồn Minh La lại, nhưng thất bại. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc lạnh như băng nói, báo thù. Ngươi yên tâm, Tiêu Phàm ta chắc chắn tiêu diệt cả huyết ma bộ lạc. Nói đến đây, Tiêu Phàm lộ ra một ánh mắt thù hận. Hiện tại, không phải ai cũng có thể điều khiển hắn. Chốc lát, ánh mắt Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhìn lên phía trên Thông Thiên Thần Huyết Đài, vung tay lên, Thông Thiên Thần Huyết Đài bỗng nhiên rơi vào trong tay hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó duỗi tay ra, một chiếc hồn giới vững vàng rơi vào trong tay hắn. Chết cũng để lại ít đồ cho ta, người chết quả thật có chút giá trị. Tiêu Phàm mỉm cười. Lập tức, Tiêu Phàm bắt đầu nghiên cứu Thông Thiên Thần Huyết Đài trong tay. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã thất vọng, hắn căn bản không biết Thông Thiên Thần Huyết Đài có tác dụng gì. Đúng rồi,
không biết bên trong hồn giới có ghi chép không. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, Minh La đã chết, hồn giới tự nhiên mở ra rất dễ dàng. Tiêu Phàm tìm bên trong hồn giới hồi lâu, nhưng vẫn như cũ, không tìm được thông tin liên quan tới Thông Thiên Thần Huyết Đài. Tiêu Phàm đành phải phong cấm Thông Thiên Thần Huyết Đài rồi cất đi. Nhưng mà, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, bên trong hồn giới đã tìm được một cái hộp ngọc màu đen. Cái hộp ngọc màu đen vô cùng tinh xảo, một ít đường vân phủ đầy phía trên hộp, thì ra là hồn văn. Nhưng dù sao hiện tại, Tiêu Phàm cũng là hồn điêu sư cấp thủy tổ, thì hồn văn thế này tất nhiên không thể làm khó được hắn. Vẹn vẹn mất mười mấy giây, Tiêu Phàm đã mở ra được cấm chế xung quanh hộp ngọc màu đen, trong lòng của hắn mong đợi, có thể khiến Minh La xem như đồ vật chân bảo, thì đâu thể đơn giản như vậy. Tiêu Phàm thận trọng mở hộp ngọc màu đen ra, khắc sâu vào tầm mắt hắn chính là một bản thư tịch cổ phác. Bản thư tịch nhìn qua có chút cũ nát, nhưng lại cực kỳ lâu đời, hiển nhiên là không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cầm bản thư tịch lên, những chữ to lớn, cứng cáp khắc vào con mắt Tiêu Phàm, con người Tiêu Phàm không tự chủ, co rút lại một chút. Thái Huyền Thần Du Bộ, Tiêu Phàm đọc lên từng từ từng chữ, trên mặt hiện lên nét cười, lại là một bản thần giai thân pháp chiến kỹ. Trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, Tiêu Phàm không chút do dự mở bản thư tịch ra. Một khắc sau, Tiêu Phàm đã bị cuốn hút vào đó, một vài hình tượng lấp lóe trong mắt hắn, văn tự và hình ảnh trên thư tịch như sống lại. Cùng lúc đó, chiến điện sâu tận bên trong thần cung bắt đầu tự vận chuyển, ngưng tụ lại thành từng đạo linh hồn phân thân bắt đầu diễn tập. Ngay từ đầu, Tiêu Phàm không để Thái Huyền Thần Du Bộ trong lòng. Nhưng, khi thấy linh hồn phân thân diễn tập, Tiêu Phàm cảm giác Thái Huyền Thần Du Bộ càng tinh diệu. Thiên phú Tiêu Phàm bất phàm, trong mắt hắn, chiến kỹ và công pháp bình thường đều không là gì cả. Nhưng Tiêu Phàm lại có chút nhìn không thấu bộ pháp này. Chí ít, tạm thời vẫn suy nghĩ chưa thấu, bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có lục thần thất thức là Tiêu Phàm có chút khó thông. Nhưng cũng không khó ngộ như Thái Huyền Thần Du Bộ này. Đây không phải là chiến kỹ, mà là thần kỹ. Từ đáy lòng Tiêu Phàm cảm thán nói, Minh La vẻn vẹn tu luyện sơ sài, liền có thể thi triển 3 lần thuấn di, nếu như ta có thể tu luyện thành công, cho dù chiến thần đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể giết được ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm tràn đầy tự tin, xem ra thần giai thân pháp, so với Thông Thiên Thần Huyết Đài thì chân quý rất nhiều. Dựa theo phẩm giai mà nói, chí ít là siêu việt thần giai. Nếu không, Tiêu Phàm muốn lĩnh ngộ, cũng không cần tổn hao nhiều thời gian như vậy. Lực hư vô trong biển lôi vân khá nồng đậm, có thể khiến thí thần tiến bộ thêm, đúng lúc ta cũng cần tu luyện một chút thủ đoạn công kích, có lẽ còn có thể đột phá được ngũ biến chiến thần nữa. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lập tức tiến vào trạng thái nhập định, thân thể của hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, xung quanh xuất hiện từng vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu hấp thụ lực hư vô. Những ngày qua, việc giết chóc đã khiến Tiêu Phàm không ngừng tiến bộ, tại bờ vực giữa sinh tử, đối với tu la áo nghĩa và sinh tử áo nghĩa cũng có lĩnh ngộ mới. Về không gian tầng thứ 8, đương nhiên Tiêu Phàm sẽ không từ bỏ, cách lúc chiến thần điện mở ra thông đạo, còn hơn thời gian 9 tháng. 9 tháng này, Tiêu Phàm không muốn lãng phí một khắc nào. Quay lại thời khắc Minh La tự nổ, thần kiếp địa, vị trí của huyết ma bộ lạc, một tòa cung điện màu huyết hồng. Một lão già hơn 60 tuổi mặc huyết bào đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Huyết bào lão ra lưng hùm vai gấu, huyết khí nồng đậm, lúc giơ tay nhấc chân tản ra một luồng khí máu tanh cuồng bạo. Huyết bào lão ra không phải ai khác, chính là Minh Yểm lão tổ của Minh La, cũng là phó lãnh chúa huyết ma bộ lạc. Bỗng nhiên, Minh Yểm mở hai mắt ra, ngay sau đó, từng đạo khí vô cùng lạnh băng tràn ra khỏi tứ phương tám hướng, cả cung điện run rẩy kịch liệt một chút. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng, tu sĩ huyết ma bộ lạc bị dọa đến nỗi vội vàng nằm sấp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật ra còn định để ngươi sống lâu thêm một chút, không nghĩ tới Thông Thiên Thần Huyết Đài cũng không lấy được mạng ngươi, hiện tại xem ra, không thể để ngươi sống tiếp. Sát khí Minh Yểm nặng nề, hắn tựa như thấy được màn ảnh Minh La kích phát Thông Thiên Thần Huyết Đài giết Tiêu Phàm. Kỳ thật, Thông Thiên Thần Huyết Đài trong tay Minh La chính là vật của Minh Yểm. Dù là khoảng cách xa bao nhiêu, với thực lực của hắn, cũng có thể cảm nhận được chuyện liên quan đến Thông Thiên Thần Huyết Đài. Hơn 2 tháng trước, Minh La phái Viêm Vũ trở về báo tin,
Minh Yểm liền biết Tiêu Phàm và Thí Thần tồn tại, nhưng được biết thực lực của họ cũng không mạnh, Minh Yểm cũng không để trong lòng. Mặt khác, hắn hết sức coi trọng người hậu bối Minh La, dường như là sủng ái, nếu không, hắn không thể nào cố ý luyện một vật phòng thủ như Thông Thiên Thần Huyết Đài giao cho Minh La, như là một cách để bảo vệ Minh La. Nhưng, hắn không nghĩ rằng Tiêu Phàm lại giết chết Minh La, điều này làm sao khiến hắn không giận cho được. Lát sau, Minh Yểm thở sâu, phẫn nộ nói, truyền lệnh 18 kỵ sĩ huyết đồ chờ đợi bên ngoài hỗn độn vụ hải, đợi cấm khu thần linh mở ra, chém giết Tu La Điện Chủ để tế cờ, rồi cùng bản tọa giết sạch chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm không nghĩ tới rằng, đúng như Minh La nói, Minh Yểm lại vì hắn mà động thủ với chiến hồn đại lục. Đương nhiên, cũng có thể là thời cơ đã tới, nhưng Minh La chết, đúng là đã châm ngòi nổ. Hơn hết, hiện tại Tiêu Phàm không hề biết điều này, bởi hắn đang đắm chìm trong việc tu luyện. Mặt khác, sâu trong chỗ biển lôi vân màu xám, không ít tu sĩ đã tụ tập. Bọn Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Lăng Thanh Tịch, Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tướng đỉnh cao mày nhìn ra nơi xa. Trước chỗ bọn họ, là một mảng không gian màu xám, nơi đó sương mù màu xám lượn lờ, mông lung, hiện ra một cảnh làm con người sợ hãi, khiến con người ta không nhìn rõ được gì. Vận chuyển thần lực, đám người có thể nhìn thấy lờ mờ, mặt đất hỗn độn, những viên đá nằm đầy dưới đất, mờ mờ có thể nhìn thấy từng bãi máu đã khô cạn, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Nơi này đã từng là chiến trường lớn nhất, ghi lại cuộc chiến chỉ có máu và loạn lạc, không biết bao nhiêu cường giả chiến thần cảnh đã chết tại chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, dường như không có người đặt chân vào khu vực này, cũng không phải là không thể, mà là không dám. Có lẽ có rất nhiều tu sĩ, đã từng như bọn Lăng Phong vậy, đứng ở chỗ này nhìn ra xa, nhưng cũng chưa dám bước vào khu vực này. Dù là chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc dám tùy tiện thử. Bởi vì ở chỗ này, thời không nhiễu loạn, thiên địa bên trong ẩn chứa áp lực đáng sợ, thực lực càng lớn, thì bị áp chế càng mạnh. Nơi này chính là chúng thần mộ địa trong không gian tầng thứ 8, là cấm địa của sinh linh vạn vật. Lão Tam, Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuynh Thành đã tiến vào. Lăng Phong mở miệng, con người vô cùng sâu thẳm. Bọn hắn ra sức đuổi theo Tiêu Phàm, nhưng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm, điều mấy người này không sớm biết là, thật ra Tiêu Phàm chưa tiến vào chiến trường cổ xưa kia, mà là truy sát Minh La rồi tiến vào biển lôi vân màu xám. Chúng ta đi vào hay sao? Quan Tiểu Thất có chút lo cho an nguy của Tiêu Phàm. Bây giờ thân là tộc trưởng linh tộc, hắn cũng đã biết khá nhiều bí mật. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn tiến vào không gian tầng thứ 8. Không thể để cho Lão Tam một mình tác chiến. Lăng Phong lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ kiên định, sau đó nhìn về phía mấy người Lăng Thanh Tịch nói, mấy vị, chúng ta chia tay ở đây nhé. Dứt lời, Lăng Phong quay người chuẩn bị bay đến không gian tầng thứ 8, dù tầng thứ 8 là tuyệt địa, hắn cũng muốn xông vào một lần. Đã tới, ta làm sao có thể lùi bước? Tô Vân Nhiên cười cười, tiến lên một bước, không hề có ý định lùi bước. Tô Huynh, nơi này có thể đạt được hư vô thần châu, các ngươi không cần thiết phải mạo hiểm. Quan Tiểu Thất lên tiếng. Quan Huynh, chúng ta quen biết đã một thời gian, chẳng lẽ Huynh còn không hiểu rõ ta sao? Tô Vân Nhiên bình thản cười, đối với cái gọi là tuyệt địa cũng không có gì là e ngại. Quan Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói, xem ra ta đã quá xem thường Tô Huynh. Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau xông vào. Chiến Hoàng Thiên và Diệp Khuynh Thành cũng dám vào, sao chúng ta không dám? Dứt lời, Quan Tiểu Thất cười to một tiếng, lách mình phóng đến không gian tầng thứ 8, Tô Vân Nhiên không chút do dự đi theo. Phía trên cột đá, chỉ còn lại Lăng Thanh Tịch và Độc Cô Tương Đình, hai người nhìn nhau, sắc mặt dữ tợn, cũng xông vào theo. Bọn hắn đều là nhân vật trong thập đại yêu nghiệt, đương nhiên cũng có ngạo khí của mình, tuyệt đối không cho phép mình mang nhãn hiệu sợ chết. Lát sau, bọn họ an toàn rơi vào vùng đất hoang sơ của không gian tầng thứ 8, một làn sát khí ập vào mặt, mọi người không chút do dự dùng thần lực ngưng tụ thành một áo giáp bằng thần lực, ngăn cản làn sát khí kia. Lực hư vô thật là bá đạo, trong biển mây càng cường bạo gấp mấy lần. Độc Cô Tương Đình sợ hãi thán phục, tay cầm một viên hư vô thần châu, bắt đầu luyện hóa sức mạnh trong đó. Lực hư vô bên trong hư vô thần châu lại cực kỳ ôn hòa, không tạo ra thương tổn gì, thậm chí chỉ là một loại năng lượng thuần túy mà thôi, có thể bổ sung thần lực cho cả đám người,
mà còn có thể làm suy yếu sự xâm nhập của lực hư vô ở bên ngoài. Mọi người cẩn thận một chút, Lăng Phong nhắc nhở. Xuyệt, đột nhiên, mấy đạo thần quang màu sắc khác lạ hiện lên ở phía chân trời, và rơi xuống đầu bên kia của chân trời, với tốc độ vô cùng nhanh, nhưng mọi người vẫn biết được kia là vật gì. Kia là cực quang hư vô, Tô Vân Nhiên vẫn luôn bình tĩnh thì đột nhiên kêu lên một tiếng, con người cũng hơi run rẩy một chút. Cực quang hư vô, chính là một loại ánh sáng cực kỳ hiếm thấy, nghe đồn, nếu như có thể luyện hóa cực quang hư vô, thì có thể khống chế cực quang, nếu nói đó là tốc độ nhanh nhất thế gian, cũng không phải là sai. Cũng giống như hồn thiên tinh hỏa toa, với ưu thế về tốc độ không gì sánh bằng, sợ rằng trong cơn phong bão hư vô sẽ đâm xuyên qua không trung, như vậy cũng không phải là nói quá. Nhưng mà, cực quang hư vô luôn mờ mịt, muốn luyện hóa thì rất gian nan, bởi vì căn bản là không có cách bắt giữ, có thể tưởng tượng được độ khó, thậm chí so với hồn thiên tinh hỏa toa càng gian nan. Đương nhiên, so với hồn thiên tinh hỏa toa, thì cực quang hư vô cũng rất nguy hại, dù là cường giả chiến thần cảnh, nếu như không cẩn thận đụng vào, cũng sẽ hóa thành hư ảo. Ta nghe lão tổ nói qua, trong chúng thần mộ địa không gian tầng thứ 8 là thế giới của ánh sáng, ngay từ đầu ta còn tưởng đã nghe lầm, không gian này mơ mơ màng màng, dường như không có ánh sáng, thật không nghĩ đến ánh sáng tồn tại, hiển nhiên, ánh sáng này chính là cực quang hư vô. Ánh mắt của Lăng Thanh Tịch cũng khó nén sự kích động, vậy lão tổ nhà ngươi có nói người cách bắt giữ cực quang hư vô không? Độc Cô Tướng Đình liền vội vàng hỏi, trong lòng của hắn cảm thấy có chút không công bằng, tại sao lão tổ của mình lại không nói gì với mọi người? Những người khác nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, nếu như có thể bắt được một đạo cực quang hư vô, lần này sẽ không về tay không? Lăng Thanh Tịch lắc đầu, khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia thất vọng, lão tổ nói. Ông ta đã từng muốn bắt giữ một đạo cực quang hư vô, nhưng quá khó khăn, dù cực quang hư vô có ở trước mắt để ngươi luyện hóa, nhưng cũng phải chịu sự ăn mòn của lực hư vô. Cả đám người thất vọng, tia hy vọng trước đó đã biến mất. Ngăn cản lực hư vô, nếu như bọn hắn có thể ngăn cản, hiện tại cũng không cần dựa vào hư vô thần châu để bổ sung thần lực. Phải biết rằng, một viên hư vô thần châu là cực kỳ trân quý. Mặc dù không thể khiến bọn hắn đối với áo nghĩa lĩnh ngộ thêm một bước, nhưng cũng tuyệt đối không khác nhau lắm. Nếu như có thể đạt được vài chục viên hư vô thần châu, chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi, có đủ thời gian, là có thể đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, việc đủ thời gian có lẽ là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm. Đi thôi, cực quang hư vô không lấy được, nhìn xem còn vật khác hay không, chuyến này không thể về tay không. Lăng Phong hít sâu một cái nói. Đại ca, người nói đám người tam ca đã đi đâu? Quan Tiểu Thất hỏi, quét mắt bốn phía, trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt. Quỳnh, Lăng Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên phía chân trời truyền đến một âm thanh đinh tai nhức óc, như là có người đang giao thủ. Ngay sau đó, mấy luồng ánh sáng lấp lóe xẹt qua mắt mấy người, với nhãn lực của họ, đương nhiên nhìn ra đó là cái gì? Có người đang chiến đấu. Qua bên kia xem, Lăng Phong thở sâu, lách mình, bay về phía phát ra âm thanh. Mấy người Lăng Phong bám sát mặt đất nhanh chóng tiến lên, do không biết rõ nơi phát ra âm thanh trước đó, họ cũng không dám quá lộ liễu. Không gian tầng thứ 8 tạo cho mọi người một cảm giác hết sức nguy hiểm, đừng nói là bọn họ không thể phát huy sức mạnh chiến thần cảnh, cho dù có thể, đoán chừng cũng có khả năng chết ở đây, cho nên không thể không cẩn thận. Mười mấy phút sau, bọn họ núp phía sau một tảng đá lớn, và nhìn ra xa. Chỉ một thoáng, trước mắt mọi người là một thân ảnh màu đen, một con quái vật như ngọn núi nhỏ, toàn thân đen như mực, được phủ đầy lớp vảy màu đen, lóe ra tia sáng âm u, đáng sợ. Phía sau, là một cái đuôi to lớn, cái đuôi mạnh mẽ, nhẹ nhàng quét qua, làm bay cả một ngọn núi nhỏ, dị thường hung mãnh. Một đôi mắt to đỏ ngầu, hiện lên sự khát máu. Nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh, ra sức gầm thét. Thượng cổ hung thú, ma giác cổ ngạc, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, chút nữa là đã phát ra to tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hai thân ảnh, hai người này không phải ai khác, là hai người đã đến trước bọn họ chiến Hoàng Thiên và Diệp Huynh Thành. Áo quần hai người rách nát, có nhiều vết máu trên thân thể, trông rất thảm hại. Họ đều biết rõ thực lực của chiến Hoàng Thiên. Thân là thủ lĩnh trong thập đại yêu nghiệt, cho dù có nhiều lần thất bại trong tay huynh đệ Tiêu Phàm bọn họ,
thì cũng không thể giấu được ánh hào quang của hắn. Diệp Khuynh Thành, vị trí thứ hai trong thập đại yêu nghiệt, dù không bằng Chiến Hoàng Thiên, nhưng chắc chắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Với thực lực của hai người, dù là phát huy không được sức mạnh của chiến thần cảnh, nhưng đối phó với chiến thần bình thường, đoán rằng sẽ không chút khó khăn. Nhưng hiện tại, hai người liên thủ đối phó với một con ma giáp cổ ngạc, không ngờ lại bị nó chiếm thế thượng phong, như vậy sao khiến bọn họ không kinh ngạc? Ma giáp cổ ngạc chiến thần cảnh trung kỳ, sắc mặt Lăng Phong trầm xuống, hắn tự hỏi trong đầu, tại sao hung thú thượng cổ có thể thi triển toàn lực tại nơi này? Nếu như không thể thi triển toàn lực, với năng lực của Chiến Hoàng Thiên và Diệp Khuynh Thành, đoán chừng đã sớm đánh ngã nó. Ta xem chúng ta vẫn nên đi vòng qua. Độc Cô Tương Đình nuốt nước miếng, hắn khẳng định mình không phải là đối thủ của ma giáp cổ ngạc. Đợi lát, tìm hiểu một chút thực lực của đối phương cũng không tệ. Lăng Thanh Tịch nói, từ thực lực của ma giáp cổ ngạc có thể đoán được mức độ nguy hiểm của không gian tầng thứ 8, huống chi, hiện tại còn có Diệp Khuynh Thành và Chiến Hoàng Thiên ngăn chặn, ma giáp cổ ngạc không thể uy hiếp đến sinh mạng của bọn họ. Tô Huynh, có thể khống chế nó không? Quan Tiểu Thất hỏi Tô Vân Nhiên. Nghe nói như thế, trên mặt bọn Lăng Phong lộ vẻ kinh ngạc nhìn Tô Vân Nhiên, không lẽ Tô Vân Nhiên có thể khống chế hồn thú cấp thần? Tô Vân Nhiên cười khổ, hắn thừa biết con người của Quan Tiếu Thất có gì nói nấy, nên cũng không trách tội. Nghĩ nghĩ, Tô Vân Nhiên lắc đầu nói, không chắc lắm, còn phải xem Quan Huynh. Ta cũng không, hung thú thượng cổ sẽ không nhận ta. Quan Tiểu Thất lắc đầu, dáng vẻ không giống nói đùa. Quả thật. Linh tộc có thể khống chế không ít hung thú, đó là bởi vì linh tộc và hồn thú có mối quan hệ với thí thần, nên mới kính sợ linh tộc mà thôi. Nhưng thượng cổ hung thú có trước thí thần thú, căn bản sẽ không nể mặt thí thần thú. Hít sâu một hơi, ánh mắt của mọi người tiếp tục nhìn ra xa, chính lúc này, trời đất đột nhiên rung chuyển lên, mấy luồng khí bàng bạc từ bên cạnh bọn họ cuốn tới. Mọi người cẩn thận, có 4 con hồn thú đang tiến tới. Quan Tiểu Thất cau mày, nhãn lực của hắn không ai sánh bằng. Quả nhiên, lời nói vừa dứt, có mấy điểm đen nhanh chóng chạy tới phía bọn họ. Khí tức đó cực kỳ đáng sợ, không thể nghi ngờ, đó là thực lực của chiến thần cảnh. Chiến Hoàng Thiên và Diệp Khuynh Thành ở xa thấy vậy, cũng không dám loạn chiến, hai người đẩy lui ma giáp cổ ngạc, tăng tốc bay về phía chân trời. Một con ma giáp cổ ngạc đã đủ khiến hai người chịu đựng. Bây giờ lại xuất hiện thêm 4 con, ở lại nơi này, với chết có khác gì? Chạy mau, Lăng Phong phản ứng liền, dẫn đầu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không thấy hình bóng. Gào, 4 con hung thú chạy đến thấy bọn Lăng Phong chạy trốn, bắt đầu phẫn nộ gầm lên, luồng khí bá đạo xông thẳng lên trời, trời đất một lần nữa rung chuyển. 4 con hồn thú và ma giáp cổ ngạc trao đổi một chút, sau đó cùng đuổi theo về phía đám người Lăng Phong chạy trốn. Tốc độ của đám người Lăng Phong tuy nhanh, nhưng sao có thể sánh bằng chiến thần cảnh. Mấy phút sau, bóng dáng của bọn họ đã hiện ra trong mắt của 5 con hung thú. Đám người Lăng Phong thấy mấy con quái vật này, thân thể khổng lồ như có thể nghiền vụn từng ngọn núi lớn, khí tức đã đủ chấn động khiến linh hồn bọn họ muốn rời khỏi thân xác, cực kỳ kinh khủng. Có cần phải tách ra chạy không? Độc Cô Tương Đình chạy trước mặt Lăng Phong, lo lắng nói. Hắn ta là một trong thập đại yêu nghiệt có ưu thế cũng không thể hiện ra, chuyện này khiến trong lòng hắn không nói nên lời, thậm chí là có một cảm giác thất bại. Với tốc độ của 5 người thì bị những hung thú đuổi kịp là chuyện sớm muộn. 5 người ở cùng một chỗ thì mục tiêu quá lớn, nếu như tách ra, cơ hội chạy trốn sẽ càng lớn. Bất kể người nào trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của chúng, mà không quen thuộc địa hình như chúng, tách ra chỉ có chết càng sớm. Lăng Phong phản đối trước tiên. Vậy phải thế nào? Độc Cô Tương Đình lo lắng nói. Lúc đầu ta có chuẩn bị vài thứ, là để đến lúc then chốt mới dùng. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như không dùng, sau này sẽ không có cơ hội. Sắc mặt Quan Tiểu Thất lạnh lùng nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái bình ngọc. Tô Vân Nhiên nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Quan Tiểu Thất, ánh mắt lóe sáng, cười nói, Quan Huynh, không nghĩ tới ngươi còn có đồ tốt. Quan Tiểu Thất ném cho mỗi người một cái bình ngọc, nói tin tưởng ta, uống đi. Mặc kệ phản ứng của họ, Quan Tiểu Thất trực tiếp mở nắp một cái bình ngọc, một ngụm đổ hết vào trong miệng. Lăng Phong và Tô Vân Nhiên không chút do dự, rất tin tưởng vào Quan Tiểu Thất.
chỉ có Lăng Thanh Tịch và Độc Cô Tứ Ước Đình hơi do dự một chút, nhưng cũng chỉ đành làm theo. Không uống thứ này, nhất định sẽ chết, nếu uống có thể sẽ không phải chết. Rầm rầm rầm, trên thân bọn họ truyền ra từng tiếng bạo động, đặt mọi người làm trung tâm, cuộn lên từng đợt bão năng lượng đáng sợ. Cùng lúc, trên thân bọn họ phát ra ánh sáng hừng hực. Vậy mà ta có thể phát huy năng lực chiến thần cảnh sao? Độc Cô Tương Đình kinh ngạc nói. Tiểu Ngũ, có đồ tốt sao không sớm lấy ra, hại chúng tôi lo lắng cả nửa ngày. Lăng Phong cũng nói đùa. Ngươi đang nói mấy người phải đối phó trên trụ đá lôi vân sao? Quan Tiểu Thất cười cười, lộ ra tia mắt khinh thường, như những người kia không xứng để hắn sử dụng thứ này. Rồi lập tức cười nói, có Tam Ca ở đây, ta không dám múa dìu qua mắt thợ, vả lại, thần hồn nguyên dịch so với linh hồn thần dịch chân quý hơn nhiều, ta chỉ có nhiêu đó, cho dù có dùng, cũng phải dùng cho đáng, hiện tại là vừa vặn tốt. Vậy cũng đúng, như bọn Sở Vân Phi, Lão Tam chỉ cần búng tay là họ đã bị tiêu diệt. Lăng Phong hiếm khi cười nói. Mọi người nghe vậy, cùng nhau cười lớn, sau đó mọi người dừng lại, ý chí chiến đấu dâng cao nhìn năm con hung thú phía sau. Hôm nay phải giết cho khuây khỏa, Lăng Phong hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra luồng khí bá đạo của ngọn lửa Phượng Hoàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn năm con hung thú, tựa như thấy được con mồi. Hung thú thượng cổ cái gì, bọn họ đều giết. Năm con hung thú ma giáp cổ ngạc cảm nhận được khí thế bạo phát trên thân thể của đám người Lăng Phong. Lập tức thân hình khựng lại, nhưng trong nhãn thần vẫn lộ ra vẻ khinh thường. Bọn chúng đều là thần giai trung kỳ, tương đương với tu sĩ ở cảnh giới chiến thần cảnh trung kỳ của nhân loại. Hơn nữa trong thú tộc, chúng giống như những tồn tại ở đẳng cấp yêu nghiệt. Há lại sợ vài tu sĩ đẳng cấp thấp của nhân loại. Tại sao ta cảm giác như bọn chúng đang coi thường chúng ta? Độc Cô Tương Đình làm bộ mặt khó chịu nói. Hắn dù sao cũng là nhị biến chiến thần. Bị một hồn thú coi thường thì làm sao có thể cảm thấy dễ chịu được. Bọn chúng chí ít đều là tứ biến chiến thần, coi thường chúng ta là bình thường. Tô Vân Nhiên nói, trong đầu nghĩ tới cảnh tượng trước kia chiến hoàng thiên hợp lực với Diệp Khuynh Thành đối chiến ma giáp cổ ngạc. Bọn họ hiện tại dù có thi triển toàn lực, đối địch với đám hồn thú này vẫn không nắm chắc thắng lợi, mà hai người chiến hoàng thiên và Diệp Khuynh Thành chỉ là tu vi chiến thánh cảnh mà có thể đối phó được ma giáp cổ ngạc. Từ góc độ này cho thấy thực lực của hai người mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lăng cô nương, Độc cô huynh, một tổ hai người diệt một con, Tô huynh đối phó một con chắc không vấn đề gì chứ. Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Không vấn đề, Tô Vân Nhiên gật gật đầu, hắn liếc nhìn Lăng Phong một cái, không ngờ Lăng Phong cũng là chiến thần cảnh trung kỳ. Hồi trước do áp chế tu vi nên nhất thời hắn vẫn chưa biết, chỉ biết Quan Tiểu Thất mạnh hơn mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn khách khí như vậy với Quan Tiểu Thất. Độc Cô Tương Đình bị Lăng Phong xem thường, có chút không thoải mái, dựa vào đâu ngươi để Tô Vân Nhiên một mình đối phó với một con, mà để ta với Lăng Thanh Tịch hợp lực đối phó một con. Nhưng khi hắn cảm nhận được khí thế toát ra từ người của Lăng Phong, trong lòng dấy lên kinh ngạc, hít sâu một hơi rồi nói, được. Độc Cô Tương Đình giờ mới phát hiện, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo khi hắn là nhị biến chiến thần. Trong mắt của Lăng Phong và Quan Tiểu Thất vốn dĩ không là gì cả, nguyên nhân là hắn không nhìn thấu được tu vi của hai người họ. Nếu hắn biết Lăng Phong là tứ biến chiến thần, và Quan Tiểu Thất là ngũ biến chiến thần thì đã không nghĩ như vậy. Lăng Thanh Tịch gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại bán đứng chính cô, hẳn là cô cũng đang cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tiểu Thất, chúng ta nhanh chóng diệt ba con, Lăng Phong khẳng khái nói. Gào! Ma giáp cổ ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, rúng động xung quanh, hư không dường như vỡ vụn, thần lực cuồn cuộn sôi sục nhào tới nơi Lăng Phong và mọi người. Hiển nhiên, ma giáp cổ ngạc cũng nghe hiểu những lời của Lăng Phong nói, bị mấy tên tộc người yếu đuối xem thường như con sâu cái kiến, làm nó phẫn nộ đến cực điểm. Ngay tức thì, ma giáp cổ ngạc cực nhanh nhào ra, thân hình của nó xem thì có vẻ lừ đừ nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nó há hốc cái miệng đầy máu ngoạm tới Lăng Phong, nó phải cho tên tiểu tử này biết kết cục của kẻ dám coi thường nó. Hỏa ngục, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn lo rằng ma giáp cổ ngạc không dám xông lên, nay đã dám đơn độc lao tới nếu không tiếp đón thì thật là có lỗi với nó rồi. Lửa Phượng Hoàng bao trùm lấy ma giáp cổ ngạc, độ nóng chết người khiến nó gầm lên không dứt,
tuy thân thể của nó được bao bọc bởi vảy giáp lửa phượng hoàng không kém hơn thiên hỏa là mấy. Tuy giờ chưa đạt tới cấp độ thiên hỏa, nhưng lửa của tứ biến chiến thần thì không có bất cứ vấn đề gì. Gừ, gào, bốn con hung thú khác cũng gầm lên, màn sương màu đen cuồn cuộn che phủ bầu trời, ào ào vô tận. Chúng động thủ cùng một lúc khiến thiên địa đều biến sắc. Tiểu Thất, Lăng Phong nhìn thấy bốn con hung thú đồng loạt đánh tới, mặt mày biến sắc. Yên tâm, bắn lén là sở trường của ta. Quan Tiểu Thất mỉm cười, sớm đã kéo căng Phi Vũ Thần Cung, không cần Lăng Phong mở miệng, hắn sớm đã chuẩn bị bắn lén. Bây giờ ma giáp cổ ngạc bị Lăng Phong khống chế, Quan Tiểu Thất đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thần ảnh, một tiếng hét nhỏ, mũi tên trong tay gầm rít phóng ra, mọi người chỉ trông thấy một luồng sáng lóe lên, mũi tên đã tiếp cận ma giáp cổ ngạc, góc độ cực kỳ tinh quái nhắm thẳng hàm dưới của ma giáp cổ ngạc mà đâm vào. Toàn thân ma giáp cổ ngạc đều là vảy giáp có thể so sánh với áo giáp thần binh, nhưng hàm dưới lại là nhược điểm của nó, không được vảy giáp hộ thể làm sao có thể chống đỡ được một tiễn của Quan Tiểu Thất. Phụt một tiếng, mũi tên cắm vào hàm dưới rồi xuyên ngược qua xương sọ của nó bắt thẳng lên trời. Gào, gào, ma giáp cổ ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt hằn lên những tia máu, quằn quại khổ sở một hồi cuối cùng cũng gục xuống. Bốn con hung thú kia trông thấy tình cảnh đó, sát khí đột ngột dâng cao, việc ma giáp cổ ngạc bị một nhân tộc sát hại làm khơi dậy sự phẫn nộ của chúng. Không ổn, ma giáp cổ ngạc kia đang triệu tập đồng bọn. Tô Vân Nhiên gọi lớn, sắc mặt biến đổi. Hắn giao thủ với một con hung thú, vậy mà khó khăn lắm mới chế ngự được nó, nay ma giáp cổ ngạc lại còn đang triệu tập đồng bọn nữa, nếu lại tới vài con thì thật là phiền phức. Làm sao ngươi biết nó đang triệu tập đồng bọn? Lăng Thanh Tịch có chút không tin. Đừng quên, Tô Vân Nhiên là người của Tô gia. Độc Cô Tương Đình lại tin lời của Tô Vân Nhiên, hắn thân là người của gia tộc Độc Cô. Rèn đúc binh khí giống như việc ăn uống bình thường hàng ngày vậy. Tô gia làm việc gì vậy? Đây chính là Liệp Hồn Các, mỗi ngày Tô gia đều giao du với hồn thú, làm sao lại không biết tập tính của hồn thú? Bọn hồn thú thượng cổ này tuy không thông thạo tiếng người nhưng cùng là hồn thú, Tô Vân Nhiên tất nhiên biết chúng đang làm gì. Đi, Quan Tiểu Thất tin lời của Tô Vân Nhiên không chút do dự, bây giờ bọn họ có thể phát huy thực lực chiến thần cảnh, dư sức có thể chạy thoát thân. Nhưng cùng đám hung thú này chém giết thì không thể được. Không còn kịp rồi, Lăng Phong thiêu đốt thân thể của ma giáp cổ ngạc, trên trán lấm tấm rơi vài giọt mồ hôi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trời. Lúc này, tiếng gầm rú văng vẳng bên tai không dứt, bốn phương tám hướng quanh họ đều vọng tới âm thanh gầm gừ phẫn nộ của hồn thú. Chạy trốn ư, chạy hướng nào bây giờ? Khắp nơi đều có bóng dáng của hồn thú, coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Thoáng chút do dự, phía chân trời đã xuất hiện bóng dáng của nhiều con hồn thú, thoáng chốc vài con đã áp sát ngay trước mặt. Chỉ có thể xông lên giết chúng mà thoát ra. Quan Tiểu Thất nghiến răng nói, sự nguy hiểm của tầng không gian thứ 8 vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Vài người cảm thấy có chút hối hận, nếu sớm biết thì không nên đối đầu với mấy con hồn thú này mà nên tìm cách chạy trốn thì hơn. Đáng tiếc, có hối hận thì đã muộn. Hiện tại như thế nào để sống sót mới là vấn đề cần làm. Gào, gừ, gừ, 5-6 con hồn thú bao vây lấy đám người Quan Tiểu Thất, hơn nữa số lượng của chúng vẫn tiếp tục tăng, trong nhất thời họ không biết nên vượt vòng vây từ hướng nào. Gào, không lâu sau, một con hồn thú rốt cuộc chịu không nổi, sát khí trùng trùng lao tới đám người Quan Tiểu Thất. Vèo, cũng trong khoảnh khắc đám người Quan Tiểu Vân chuẩn bị động thủ thì đột nhiên một đạo kiếm khí màu đen từ xa rít lên phóng tới, hồn thú định giết đám người Quan Tiểu Thất bị kiếm khí màu đen đánh bay mấy trăm trượng. Mấy người tự khắc nhìn về nơi phát ra đạo kiếm khí đó, trông thấy một thanh niên khoác áo choàng trắng đứng lơ lửng trên không, thần sắc lạnh lùng nhìn đám hồn thú kia, ánh mắt sắc lạnh như thanh kiếm, có thể xuyên thủng hư không. Chàng trai trẻ này khí thế hừng hực hơn người, áo trắng hơn tuyết. Một tay cầm kiếm, một tay vững vàng, thân thể phát ra khí tức vô cùng bá đạo. Khoảnh khắc đám hồn thú trông thấy người thanh niên mặc áo choàng trắng kia, thân sắc của chúng lộ ra nét kinh sợ, lần lượt thoái lui vài bước. Đám người Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, đám hồn thú kia như vậy mà lại e sợ thanh niên mặc áo choàng trắng, phải biết rằng chúng đông thế kia, đến cả chiến thần hậu kỳ cũng có thể dễ dàng bị chúng xé xác. Người này sao khiến ta có cảm giác rất thân quen?
Quan Tiểu Thất lộ vẻ ngờ vực, càng nhìn vào thanh niên mặc áo choàng trắng kia lại càng thấy thân quen, tuy nhiên lại không thể nhớ ra. Huynh biết họ sao? Lăng Phong ngoảnh mặt nhìn Quan Tiểu Thất, chí ít là hắn không quen đối phương. Lăng Thanh Tịch, Tô Vân Nhiên và Độc Cô Tương Đình nhìn thanh niên áo choàng trắng với ánh mắt ngờ vực, Quan Tiểu Thất quen biết chứng tỏ đó là người của Chiến Hồn Đại Lục. Nếu đã như vậy, tại sao họ lại không gặp lần nào, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có? Bên này, khi mọi người còn đang nghi hoặc, thanh niên áo choàng trắng đột nhiên lên tiếng. Đi, Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, nói nhẹ một câu rồi di chuyển theo thanh niên áo choàng trắng. Mấy người Lăng Phong cũng không do dự, bọn họ không muốn tiếp tục bị vây hãm bởi lũ hồn thú, hơn nữa thanh niên áo choàng trắng kia cũng không có gì ác ý với họ, nếu không thì đã không ra tay tương cứu. Chỉ trong mấy hơi thở, mọi người đã xuất hiện tại ngọn núi cao mà thanh niên áo choàng trắng kia đang đứng. Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm không đi cùng các người sao? Thanh niên áo choàng trắng hỏi. Huynh là, Quan Tiểu Thất nhìn thanh niên áo choàng trắng với vẻ nghi ngờ. Hắn chỉ biết rằng thanh niên áo choàng trắng kia trông rất quen, nhưng lại không nghĩ ra đó là ai. Đại Long Đế Triều, Long Thần, thanh niên áo choàng trắng tự giới thiệu danh tính. Long Thần, Quan Tiểu Thất bối rối một lát, sau đó mở to đôi mắt ngờ ngợ đáp, ta biết rồi, thì ra là huynh sao. Chả trách ta nhìn huynh trông rất quen. Vừa nói ra lời này, Quan Tiểu Thất vừa lắc đầu tỏ vẻ ái ngại, người khác không rõ thì tặc lưỡi, người ta biết ngươi thì tại sao ngươi lại không biết. Nếu Tiêu Phàm ở đây, có thể đã nhận ra ngay thanh niên áo choàng trắng kia chính là Long Thần ca ca của Long Vũ, hồi đó Chiến Thần Điện công kích Đại Long Đế Triều, Tiêu Phàm đi ngang qua đã cứu lấy Đại Long Đế Triều. Long Thần khi ấy là đế chủ của Đại Long Đế Triều, sau đó Long Thần vì muốn trở nên mạnh hơn đã từ bỏ ngôi vị Đại Long Đế Chủ, từ đó không rõ tung tích, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Trong thâm tâm Tiêu Phàm vẫn có chút áy náy với Long Thần, thứ nhất là bởi cái chết của Long Tiêu, Tiêu Phàm không làm gì được. Sau đó một trong tứ đại sát phương là Long Tịch cũng vì họ mà chết, đây là vết thương chưa thể nguôi ngoai trong lòng Tiêu Phàm. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chuyện của Long Vũ vì cứu họ, bị một ngọc thủ đáng sợ mang đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Mấy năm nay, Tiêu Phàm nhờ Tu La Điện tìm kiếm tung tích của Long Vũ và Long Thần nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của họ, cứ như là Long Vũ và Long Thần đều bốc hơi khỏi thế gian. Đúng rồi, tại sao huynh lại xuất hiện ở nơi này? Quan Tiểu Thất hỏi. Trước mắt hãy rời khỏi đây. Long Thần xem xét xung quanh một lát, lũ hồn thú tuy sợ hắn ta, nhưng cũng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Mọi người gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Long Thần, mọi người nhanh chóng biến mất giữa không trung, không để lại dấu vết gì trước con mắt hằn học của đám hồn thú kia. Một thời gian sau, họ dừng chân tại phế tích dưới một thung lũng để nghỉ ngơi. Quan Tiểu Thất và mọi người đã tập trung bên cạnh Long Thần. Long Thần mỉm cười, nói, mấy huynh đều có thể xuất hiện ở đây, thì ta ở đây không phải là rất bình thường sao? Nhưng bọn ta vốn không nhìn thấy huynh, Quan Tiểu Thất hỏi, hắn còn một câu chưa nói, trong những người tiến vào chúng thần mộ địa lần này, đừng nói là nhìn thấy Long Thần, đến nghe cũng chưa từng nghe đến ấy chứ. Hơn nữa, bọn hồn thú sợ Long Thần đến vậy, rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chắc chắn là bị Long Thần đánh cho sợ. Là bác lão đưa ta tới đây. Long Thần nghĩ một chút rồi đáp. Trong mấy năm trước đó, Long Thần đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, bèn một thân một mình tiến về thần kiếp địa. Những người khác chiến thánh cảnh trung kỳ không cách nào phá vỡ hư không, nhưng Long Thần lại có thượng cổ ma toan chiến hồn nên việc phá vỡ hư không với hắn mà nói là không khó. Chỉ là, hắn gặp một chút phiền toái khi ở vết nứt hư không, suýt nữa mắc kẹt trong đó. Đúng lúc đó, bác lão tiến vào cấm địa thần linh gặp được Long Thần, lúc ấy Long Thần mặc dù không biết bác lão, nhưng bác lão lại biết hắn cho nên liền đưa hắn tới đây. Bác lão thâm nhập vào hỗn độn vụ hải để lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, cũng đồng thời cho Long Thần một lựa chọn, kết quả không cần nói cũng biết, Long Thần lựa chọn tiến vào thần linh cấm địa. Long Thần ở lại không gian tầng thứ 8 được thời gian 2 năm, thật ra hắn mới thực sự là người đầu tiên bước vào không gian tầng thứ 8. Lại là bác lão, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất đồng thời kinh ngạc, bọn họ cũng bị bác lão đưa vào cái gọi là lịch luyện chi địa, đều đạt được tạo hóa và cơ duyên lớn.
Tuy nhiên nếu như bọn họ nghĩ như vậy về Long Thần thì thật sai lầm, Long Thần có thể đạt tới mức này, có nghĩa là đã trải qua vô số gian khổ, đây cũng chính là nguyên nhân hắn trưởng thành nhanh đến như vậy, thực lực hiện giờ của huynh như thế nào. Quan Tiểu Thất có vẻ nhìn không thấu Long Thần, hắn luôn cảm giác khí tức trên thân thể Long Thần tuôn trào như thác lũ giống như là ngũ biến chiến thần, nhưng lại có cảm giác là lục biến chiến thần. Nếu như là người khác, hỏi Long Thần như vậy xem ra hơi tùy tiện, nhưng Long Thần căn bản không để ý tới, dù sao đây cũng là bí mật của hắn. Nhưng Long Thần không thể không để ý tới Quan Tiểu Thất, ngược lại còn cười nói, cứ xem như là lục biến chiến thần đi. Lục biến chiến thần, còn xem như, mấy người kia giật mình, khó trách những hung thú kia nhìn thấy Long Thần có chút sợ hãi. Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tương Đình cùng Lăng Thanh Tịch lộ ra vẻ mất mát, lòng tự tin của bọn họ bị đả kích nghiêm trọng. Phải biết rằng, tuổi tác Long Thần không kém bọn họ là bao, nhưng đối phương đã là lục biến chiến thần, mà bọn họ mới chỉ là nhị biến chiến thần và tam biến chiến thần, sự chênh lệch này thật không phải ở mức bình thường. Uổng cho chúng ta là thập đại yêu nghiệt gì đó, là tầm nhìn của chúng ta quá nông cạn rồi. Tô Vân Nhiên thở dài một hơi, tuy nhiên trong con mắt bỗng chốc trở nên kiên định. Đúng vậy, thế mà ta còn đắc ý khi mình là thập đại yêu nghiệt, xem ra bây giờ ta đã quá vô tri rồi. Độc Cô Tương Đình cũng cười khổ lắc đầu. Thập đại yêu nghiệt của hắn, mới chỉ là nhị biến chiến thần mà thôi, có cái gì đáng để kiêu ngạo đây? Lăng Thanh Tịch nhếch môi, ngọc thủ nắm chặt, hiển nhiên cũng không cam lòng. Mọi người cũng không cần tự coi thường mình, do ta đã ở đây trong thời gian mấy năm, nếu như các huynh lưu lại chỗ này, cũng có thể làm được như vậy. Long Thần không có bất kỳ ý gì khoe khoang, bởi vì hắn tự biết, để đạt được thành quả hiện tại kỳ thực không hề dễ dàng. Ồ, mọi người bỗng cảm thấy hứng thú, nếu như có thể trong thời gian một năm mà có thể đột phá, thì vô cùng không tệ. Tuy nhiên, sau khi đột phá chiến thần cảnh, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều cực kỳ khó khăn. Các người hiểu được bao nhiêu về mảnh không gian này? Long Thần đột nhiên cười cười nói. Mảnh không gian này tràn đầy lực hư vô, khiến chúng ta suy yếu đi rất nhiều, nếu như không có sức mạnh của hư vô thần châu, có lẽ đã sớm trụ không nổi. Độc Cô Tương Đình gượng cười nói. Những người khác cũng gật đầu, đối với lực hư vô, bọn họ vô cùng bất lực, đây cũng là điều duy nhất mà họ hiểu rõ về mảnh không gian này. Đương nhiên, hiện tại thêm một điều nữa là không gian tầng thứ 8 vô cùng nguy hiểm. Ngay từ đầu ta cũng giống như mọi người. Nhưng về sau ta phát hiện ra sai lầm, dùng sức mạnh của hư vô thần châu để ngăn cản lực hư vô là sai lầm lớn nhất. Long Thần trầm giọng nói. Không đợi mấy người kia phản ứng, Long Thần lại nói, các huynh thử cảm giác hồn lực trong cơ thể bị suy kiệt xem sao, có lẽ mọi người sẽ có trải nghiệm hoàn toàn mới. Hồn lực bị suy kiệt, mấy người vô cùng kinh ngạc, sau khi hồn lực suy kiệt, nếu như gặp những hung thú kia thì phải làm sao? Đến lúc đó ngay cả sức phản kháng cũng không có, rõ ràng là nắm chắc cái chết. Trông thấy mấy người có chút không tin, Long Thần cũng không gấp gáp, do là lúc trước nếu như hắn không phải vạn bất đắc dĩ bị suy kiệt thần lực trong cơ thể, hắn cũng không thể phát hiện được bí mật này. Ta thử một chút, Lăng Phong vẫn lựa chọn tin tưởng Long Thần, nếu như Long Thần muốn hại bọn họ, vốn dĩ không cần cứu họ làm gì, như vậy chẳng há là chuốc thêm phiền phức. Dứt lời. Lăng Phong thu hồi hư vô thần châu trên người, mặc cho lực hư vô làm suy kiệt thần lực trong cơ thể. Trong thời gian nửa nén hương, thần lực trên người của Lăng Phong gần như biến mất, sắc mặt của hắn tái nhợt, ngay cả đứng cũng có chút đứng không vững. Hơn nữa, dưới tác dụng của lực hư vô, thần hồn nguyên dịch cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trong thời khắc này, đừng nói những hung thú kia, ngay cả một tu sĩ chiến vương cảnh bình cũng có thể lấy mạng hắn. Bây giờ thử kết nối với chiến hồn, trong khi đám người Độc Cô Tương Đình có chút hoài nghi Long Thần, giọng nói của Long Thần lại vang lên, khuôn mặt hắn rạng rỡ, toát lên dáng vẻ vô cùng tự tin. Lăng Phong gật gật đầu, tâm thái chậm rãi lấy chiến hồn ra, tuy nhiên không có gì bất thường xảy ra. Đại ca, cảm giác thế nào? Quan Tiểu Thất ân cần hỏi han, cái Long Thần nói là trải nghiệm hoàn toàn mới, bây giờ hắn cũng vẫn còn thấy nghi ngờ. Gào, đột nhiên, một tiếng phượng gáy vang vọng thương khung, xung quanh thân thể của Lăng Phong đột nhiên tỏa ra ngọn lửa cuồn cuộn màu đỏ, một khí thế vô song bộc phát ra từ thân thể của hắn. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và mọi người đều bị một luồng kinh lực thổi bay,
Khi bọn họ lấy lại tinh thần, lại phát hiện Lăng Phong đã biến mất, thay vào đó là một con phượng hoàng thân lớn tới mấy chục trượng che khuất bầu trời, giống như một đám mây màu đỏ. Huyết ngục thiên phượng, Tô Vân Nhiên kinh ngạc kêu lên, nhận ra ngay lai lịch phượng hoàng, đây không phải là thần thú huyết ngục thiên phượng trong truyền thuyết sao? Tại sao Lăng Phong lại biến mất, mà xuất hiện thêm một con huyết ngục thiên phượng? Ta nhớ có lần chiến hồn liệt ngục yêu phượng của đại ca dị biến thành huyết ngục thiên phượng, chẳng lẽ? Quan Tiểu Thất cực kỳ mất bình tĩnh, trong đầu bỗng nhớ ra gì đó. Lập tức hắn vội vàng thu hồi hư vô thần châu mặc cho lực hư vô ăn mòn thần lực. Long thần nhìn đám người kia có vẻ đang nghi ngờ sốt ruột, lập tức giải thích ta nghe bác lão nói, không gian tầng thứ 8, kỳ thực gọi là hư vô thần giới, nói theo cách khác, nên kết nối với sức mạnh của hư vô thần giới. Lực hư vô ở đây có thể làm suy kiệt thần lực của chúng ta, nhưng lại không thể làm suy kiệt linh hồn và chiến hồn của chúng ta. Sau khi thần lực suy kiệt, lập tức có thể chuyển hóa sang trạng thái linh hồn và chiến hồn, người bình thường đều sẽ cố ý ngăn cản lực hư vô, như vậy chẳng những lãng phí hư vô thần châu, bản thân còn khó chịu hơn. Nghe được câu nói này, đám người cũng nhanh chóng hiểu ra, không chút do dự thu hồi hư vô thần châu. Long thần, ta phải làm thế nào mới có thể hóa thành hình dạng con người? Giọng nói nghi vấn của Lăng Phong truyền đến, giờ đây hắn là một con huyết ngục thiên phượng to lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với đám hung thú ban nãy. Linh hồn vốn là vô hình, sở dĩ huynh hóa thành huyết ngục thiên phượng, là bởi chiến hồn của huynh là ở trạng thái này, đồng nghĩa đây cũng là trạng thái công kích mạnh mẽ nhất dưới trạng thái linh hồn của huynh. Huynh chỉ cần dùng ý niệm để thay đổi, tự thân có thể hóa thành hình dạng con người. Tuy nhiên sau khi hóa thành hình dạng con người, có thể có chút không thích ứng. Long thần giải thích. Lăng Phong gật đầu, dựa vào lời của Long thần, ý niệm của hắn lay động, huyết ngục thiên phượng biến mất thay vào đó là hình dáng lúc ban đầu. Thân thể của ta, Lăng Phong nhìn thân thể của mình mà kinh ngạc thốt lên. Những người khác vội vàng xem xét, thân thể Lăng Phong dường như không phải chân thực tồn tại, thoáng thấy có chút tiêu diêu bất định. Huynh mới biến đổi linh hồn nên hình dáng hiện tại có chút không ổn định, từ từ sẽ thích ứng. Long thần nói thêm. Vậy về sau ta không thể cứ duy trì sử dụng trạng thái linh hồn này phải không? Lăng Phong mất bình tĩnh, hắn không thể vĩnh viễn ở lại hư vô thần giới, càng không thể sau khi rời khỏi mà vẫn duy trì trạng thái linh hồn như thế chứ. Đối với thể tu mà nói, linh hồn là thứ yếu ớt nhất, mặc dù tại hư vô thần giới này có thể phát huy sức mạnh không tưởng. Nhưng sau khi rời khỏi đây thì sao? Không đâu, Long thần lắc đầu, huynh bây giờ, chỉ là thân thể cùng linh hồn đổi vị trí cho nhau mà thôi, huynh có thể cảm nhận một chút, thân thể của huynh đang ngụ trong biển thần lực. Lăng Phong cảm nhận được trạng thái của thân thể, sau đó hai mắt liền mở to nói, quả nhiên là ở đó. Hư vô thần giới thật là thần kỳ, hiện tại ta có thể tùy ý phát huy toàn bộ thực lực, mà không cần ngăn cản lực hư vô cắn nuốt. Phù, trong thoáng chốc. Thân ảnh của Quan Tiểu Thất cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đại cung kim quang lấp lánh, đúng là chiến hồn trục nhật cung của hắn rồi. Sau đó thân thể của hắn lại từ từ xuất hiện, toàn thân phát ra kim quang sắc lạnh, cầm trong tay trục nhật cung, uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy dáng vẻ Quan Tiểu Thất, Lăng Phong không giấu được cảm xúc, Tiểu Thất, trạng thái này của huynh uy phong hơn ta nhiều rồi. Quan Tiểu Thất cười ngây ngô, Long thần giải thích, những chiến hồn loại hồn thú. Bình thường đều sẽ hóa thành hồn thú ban đầu và sức chiến đấu tăng lên, nhưng chiến hồn loại binh khí thì linh hồn sẽ có thêm một loại vũ khí. Lời vừa dứt, quanh thân Lăng Thanh Tịch đột nhiên phát ra ngân quang sắc lạnh, ngay sau đó cơ thể biến mất, một gốc cây lớn gần một trượng xuất hiện, sắc bạc lấp lánh, vô cùng choáng ngợp. Thần phẩm chiến hồn, hỏa thụ ngân hoa, trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trước đó, ai cũng không biết chiến hồn của Lăng Thanh Tịch là cái gì. Không ngờ cũng là thần phẩm chiến hồn. Là chiến hồn đặc thù loại thực vật, còn ẩn chứa thuộc tính hỏa diễm. Long thần cũng hết sức ngạc nhiên. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hỏa thụ ngân hoa biến mất, thay vào đó là một thân ảnh mờ ảo, chính là Lăng Thanh Tịch. Tuy nhiên giờ phút này, thân người nàng bao phủ sắc bạc lấp lánh, thuần khiết tinh tú như thánh nữ hạ phàm. Đồng thời, Độc Cô Tương Đình cũng biến đổi. Chiến hồn của hắn là phần thiên viêm long thì đương nhiên sẽ trở thành một con thần thú phần thiên viêm long, hung uy trùng trùng. Khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Tô Vân Nhiên, quanh người hắn không có bất kỳ biến đổi nào, chỉ là trong tay đột nhiên xuất hiện một cái khay ngọc đang không ngừng chuyển động,
Đường vân phía trên trông rất sống động. Định thiên bàn, Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, loại chiến hồn này cực kỳ hiếm. Mặc dù cũng thuộc về thần phẩm chiến hồn, nhưng uy lực lại vượt xa thần phẩm chiến hồn thông thường, nghe đồn định thiên bàn có thể nhất niệm định thiên. Tô Vân Nhiên mỉm cười, liền thu hồi định thiên bàn, toàn thân tỏa ra một cảm giác khiến cho người khác phiêu diêu thoải mái. Long huynh, lần này thực sự đa tạ huynh, bằng không khả năng chúng ta đã bị mấy con hung thú kia giữ lại rồi. Quan Tiểu Thất nói lời cảm tạ từ đáy lòng. Đa tạ Long huynh, mấy người Lăng Phong cũng cảm kích hành lễ, sự cảm kích này hoàn toàn xuất phát từ trong lòng. Giờ phút này mọi người đều cảm thấy, nếu như gặp lại mấy con hung thú kia, hoàn toàn có thể đối đầu với chúng, bởi vì cường độ linh hồn của họ đều mạnh hơn so với thân thể, như hai người Độc Cô Tương Đình và Lăng Thanh Tịch đều có thể phát huy uy lực của Tam Biến Chiến Thần. Và lại linh hồn của Quan Tiểu Thất có thể so với Lục Biến Chiến Thần, chỉ cần không gặp hung thú cấp cao chiến thần cảnh hậu kỳ, bọn họ không cần sợ hãi. Chúng ta đều là tu sĩ của chiến hồn đại lục, không cần khách khí. Long Thần xua tay, sau đó lại hỏi, đúng rồi, Quan Huynh, Tiêu Phàm đâu? Tam ca hẳn là đã tiến vào nơi này, có điều nhanh hơn chúng ta một chút. Quan Tiểu Thất suy nghĩ giây lát, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng không dám chắc. Bọn họ đuổi tới nơi này, phát hiện Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuynh Thành, nhưng không nhìn thấy Tiêu Phàm, theo lý mà nói Tiêu Phàm sẽ không ở quá xa. Mặt khác, ngoại trừ Tiêu Phàm thì Minh La cũng không thấy bóng dáng đâu, trong lòng mấy người suy đoán, có lẽ Tiêu Phàm đi truy sát Minh La cho nên không nán lại khu vực này. Long Thần gật đầu, cũng không hỏi thêm gì, nói tiếp, mặc dù mọi người đã biến thành linh hồn thể, nhưng nơi này hung hiểm dị thường, tốt nhất nên ở khu vực ngoài tu luyện, sau đó từ từ xâm nhập. Được, mọi người đương nhiên sẽ không phản đối, Long Thần ở đây trong thời gian rất dài, đương nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Hung thú ở phía ngoài của tầng không gian thứ 8, thực lực đều là thần giai trung kỳ, ai biết được ở sâu bên trong chúng mạnh bao nhiêu. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã qua thời gian nửa năm, trong nửa năm này, Quan Tiểu Thất và mọi người vẫn ở lại tầng thứ 8 chém giết đám hung thú. Trong thời gian này, Quan Tiểu Thất gặp Ảnh Phong và Phong Lang, cũng kể chuyện về hư vô thần giới cho mấy người họ. Long Thần cùng Lăng Thanh Tịch và mọi người dần dần phát hiện ra nhiều nhân vật ở tầng thứ 8, nhưng chỉ có thể trông thấy bóng dáng của họ mà không nhìn thấy diện mạo chân thực, chuyện này cũng đành mặc kệ cho qua. Thời gian nửa năm, tu vi của mọi người đều có bước tiến vượt bậc, Long Thần cùng Quan Tiểu Thất trở thành thất biến chiến thần, linh hồn của Lăng Phong cũng tiến thẳng tới cảnh giới lục biến chiến thần, Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tương Đình cùng Lăng Thanh Tịch cũng đột phá đến ngũ biến chiến thần. Đương nhiên, linh hồn đột phá không có nghĩa rằng sau khi bọn họ rời khỏi đây, thân thể cũng đột phá đến cảnh giới tương ứng. Thân thể đột phá, còn cần lĩnh ngộ áo nghĩa, tuy nhiên có một linh hồn mạnh mẽ, con đường để thân thể của bọn họ đột phá đến cảnh giới tương ứng, xem như không có trở ngại gì. Một hôm, mọi người lịch luyện trở về cùng tụ tập lại, Quan Tiểu Thất nhìn không được hỏi, Long Huynh, ta nghe nói chúng thần mộ địa có 9 tầng không gian, sao đến bây giờ ta không thấy tầng thứ 9 đâu? Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ đã sớm suy nghĩ tới vấn đề này. Không gian tầng thứ 8 cũng không có cái gì gọi là thần lực chi tinh, ngược lại bắt gặp không ít thần dược, bây giờ bọn họ cũng đã từ từ tới gần chỗ sâu của tầng không gian thứ 8, đương nhiên muốn tới tầng thứ 9 xem. Ta cũng không biết, Long Thần cười nói, một năm trước đó, ta đã đi dạo một lượt toàn bộ không gian tầng thứ 8, nhưng quả thực là không tìm ra lối vào không gian tầng thứ 9, có lẽ không gian tầng thứ 9 căn bản là không tồn tại. Đám người chìm trong suy tư, mấy ngàn năm qua đều nói chúng thần mộ địa có 9 tầng không gian, đây không thể là giả, có thể nào lại không có lối vào tầng không gian thứ 9 kia chứ? Tầng thứ 8 là thế giới ánh sáng, tầng thứ 9 có thể nào là thế giới bóng tối chăng? Bóng tối nhìn không thấy. Sợ không được hoặc nó tồn tại ở một vài góc cạnh nào đó. Lăng Phong đột nhiên nói. Nghe vậy, ánh mắt Long Thần sáng lên, cảm giác thấy điều gì đó, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ thất vọng, nếu thật sự là như vậy, muốn tìm được lối vào không gian tầng thứ 9, căn bản là không thể. Bây giờ chỉ còn lại 3 tháng là phải rời khỏi đây rồi, cho dù có vào được không gian tầng thứ 9 xem ra cũng vô dụng, ta thấy việc nghĩ cách làm sao đột phá thì vẫn hơn. Quan Tiểu Thất nói, Quan Huynh nói rất đúng, chuẩn xác mà nói,
chúng ta còn thời gian 2 tháng, còn 1 tháng phải đi về tầng thứ nhất. Long thần nói, hắn ở chỗ này mấy năm đã sớm muốn rời đi. Mọi người gật đầu, thời gian còn lại của họ không nhiều, muốn trong thời gian 2 tháng để linh hồn tiến thêm một bước, không phải là chuyện đơn giản. Mà lúc này, Tiêu đang ngồi thiền trong biển lôi vân màu xám, thoát cái đã nửa năm, thân thể của hắn mặc cho lôi vân màu xám đong đưa phiêu đãng, cảnh tượng ảm đạm vô quang, không biết xuất hiện nơi nào. Tuy nhiên Tiêu Phàm lại không phát hiện ra điều này, hắn vẫn đang lĩnh ngộ tu la áo nghĩa và sinh tử áo nghĩa, trong đầu vẫn đang diễn luyện chiến kỹ. Từ lúc tự thân tu luyện tới nay, Tiêu Phàm chưa hề nhập định trong thời gian dài như vậy, có điều nửa năm xem ra rất dài ấy. Đối với việc nhập định của Tiêu Phàm mà nói, chỉ tương đương với thời gian mấy hơi thở mà thôi. Trong thần cung, linh hồn phân thân của Tiêu Phàm tách ra để lĩnh ngộ, 1 tháng trước linh hồn lực của hắn đã hoàn toàn ổn định tại cấp độ thất biến chiến thần, khoảng cách tới bát biến chiến thần chỉ còn xa một bước. Mà trong tu vi tự thân của Tiêu Phàm, điều khiến hắn không ngờ tới chính là việc luyện hóa sức mạnh của Niết Bàn Châu và lĩnh ngộ 5 thành hỏa diệm áo nghĩa, hắn cũng thuận đà đột phá đến ngũ biến chiến thần. Mặt khác, tu la áo nghĩa đã lĩnh ngộ được 5 phần, chỉ có sinh tử áo nghĩa vẫn lĩnh ngộ được 4 phần. Sinh tử áo nghĩa là sự dung hợp của 2 loại áo nghĩa, để lĩnh ngộ được nó đương nhiên rất gian nan. Với việc từ tay của Minh La đoạt được Thái Huyền Thần Du Bộ, 2 tháng trước Tiêu Phàm đã tu luyện đến tầng thứ nhất, không thể không nhắc tới sự huyền diệu của môn công pháp này. Thái Huyền Thần Du Bộ, tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là Na Di, tầng thứ hai là Huyền Ảnh. Tầng thứ 3 là thần du. Tầng thứ nhất Na Di, là đẳng cấp của Minh La có thể di chuyển cực nhanh trong khoảng cách ngắn, tuy nhiên Minh La chỉ đạt được thứ nhỏ nhặt của tầng thứ nhất mà thôi, thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ tiêu hao cực lớn thần lực của bản thân, mà lại chỉ có thể thi triển 3 lần. Nhưng với người có vô số chiến tích như Tiêu Phàm, lại có thể kiểm soát một cách thoải mái, cho dù thần lực tiêu hao cũng tương đối lớn, nhưng Tiêu Phàm lại không chỉ có thể thi triển 3 lần. Quan trọng nhất là, khoảng cách trong Na Di của hắn xa hơn so với Minh La rất nhiều. Chỉ là muốn lĩnh ngộ tầng thứ 2 Huyền Ảnh, dù là với ngộ tính của Tiêu Phàm, cũng cực kỳ gian nan, chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không có thành quả gì, Tiêu Phàm cũng dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục lĩnh ngộ Thái Huyền Thần Du Bộ. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất của Tiêu Phàm chính là thí thần thú, cắn nuốt lực hư vô trong nửa năm, thí thần thú đã đột phá đến cấp độ bát biến chiến thần. Nếu như sử dụng linh hồn công kích, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong thì Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, chỉ là khi không bị dồn tới thế vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không sử dụng sức mạnh của thí thần thú. Việc cấp bách trước mắt, Tiêu Phàm muốn lĩnh ngộ 5 phần sinh tử áo nghĩa, ngoài ra muốn phác họa hồn văn đồ của bản thân. Tuy nhiên việc phác họa hồn văn đồ, hiện tại Tiêu Phàm cũng không gấp gáp, nếu như có thể ở chỗ này lĩnh ngộ 5 thành sinh tử áo nghĩa, hắn tin tưởng. Uy lực của hồn văn đồ phác họa ra khẳng định sẽ rất bá đạo. Thời gian trôi qua, 4 bề tối tăm lặng ngắt như tờ, vốn dĩ Tiêu Phàm cũng không quan tâm những gì xung quanh, toàn thân đắm chìm trong việc lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Chớp mắt đã tới nửa tháng sau, quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên bao phủ một luồng quang mang màu xám, nhìn kỹ đó là 2 loại quang mang hắc bạch pha trộn vào nhau, kết quả của sự dung hợp. Đùng, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra. Khí tức thần lực vô tận từ thân thể Tiêu Phàm mãnh liệt tỏa ra. Tiêu Phàm có cảm giác, thân thể của mình chịu đựng xung kích mãnh liệt, thần lực giống những con tiểu long đang luồn lách trong kinh mạch gột rửa toàn thân. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn, có điều không hề hét lên một tiếng nào, tựa như sớm đã quen với loại đau khổ đến cùng cực này. Quá trình này kéo dài suốt thời gian 1 nén hương mới dừng lại, quang mang màu xám quanh Tiêu Phàm cũng đột nhiên trở nên rực rỡ hơn so với trước. Ý niệm nhất động, quang mang màu xám ngưng tụ thành một bộ thái cực đồ to lớn, 2 luồng sức mạnh giao hòa lẫn nhau, cuối cùng dần dần ổn định. 5 thành sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm khẽ nhả một hơi, nét mặt hài lòng, qua mấy tháng nỗ lực, cuối cùng hắn đã thành công rồi. Ồ, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt chút đổi sắc, sau đó nhanh chóng chìm vào thần cung. Bên trong thần cung, linh hồn thể của Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi. Bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực hư vô xung quanh, tốc độ đáng sợ kia khiến Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Ở phía sau linh hồn bản thể, 2 luồng khí sinh tử lượn lờ, ngưng tụ thành một bản âm dương thái cực đồ, giống y như đúc.
Dị thường ở chỗ, lực hư vô cuồn cuộn tràn vào bên trong sinh tử thái cực đồ, trực tiếp hóa thành một nguồn năng lượng mênh mông chảy vào bên trong linh hồn bản thể. Thậm chí, còn có một luồng sức mạnh thông qua thần cung phản lại thân thể của hắn. Đây là một hiện tượng kỳ lạ, khiến Tiêu Phàm có chút ngạt thở, sinh tử thái cực đồ kia lại có thể dung hợp lực hư vô để dùng cho bản thân, thật sự quá nghịch lý. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là do đã lĩnh ngộ tới năm thành sinh tử áo nghĩa? Nghĩ đến điều này, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ mất bình tĩnh, nếu đúng là vậy, thì sức mạnh khác phải chăng cũng có thể bị sinh tử áo nghĩa triệt tiêu và luyện hóa, sau đó hóa thành năng lượng của bản thân? Không chờ Tiêu Phàm kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình lại bị một nguồn sức mạnh huyền diệu nào đó cải tạo. Cải tạo, Tiêu Phàm biến sắc, linh hồn lực trong nháy mắt chạy khắp ngõ ngách trong thân thể, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, trong thân thể giăng đầy những vòng xoáy nhỏ đang nhanh chóng hút lấy thần lực trong thân thể. Đây chẳng lẽ là nhục thân thần thông trong truyền thuyết? Tiêu Phàm kinh ngạc đến mức xém chút kêu lên. Nghe đồn, cơ thể con người là một cái kho tàng, ẩn chứa các loại sức mạnh, khi đạt tới điều kiện nhất định, có thể kích phát loại năng lượng này trở thành của bản thân. Một khi hoàn toàn điều khiển được loại sức mạnh này, dùng để chiến đấu sẽ có được hiệu quả không ngờ tới. Nếu như không có tu la truyền thừa, Tiêu Phàm xem ra không nghĩ tới điểm này. Chỉ là hắn không biết, nhục thân có thể khai mở thần thông, vậy linh hồn phía sau âm dương thái cực đồ lại là cái gì vậy? Có điều hắn biết là, tất cả đều là kết quả của việc lĩnh ngộ năm thành sinh tử áo nghĩa, khiến bản thân kích phát năng lượng nhục thân thần thông. Thái cực đồ có thể dung luyện lực hư vô ư? Tiêu Phàm hít sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại, trong lòng tự nhủ, hai loại sức mạnh sinh và tử, không lẽ gọi là sinh tử đồ? Tên là gì Tiêu Phàm cũng không mấy quan tâm, có điều loại linh hồn bản thể này có thể cắn nuốt sức mạnh của lực hư vô khiến hắn vô cùng kinh hãi. Chờ một chút, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh hồn bản thể phía sau âm dương thái cực đồ, trên mặt đột nhiên hiện lên nét rạng rỡ. Không phải ta đang băn khoăn về hồn văn đồ sao? Nếu như có thể kết hợp sinh tử áo nghĩa với âm dương thái cực đồ, sau đó phác họa ra hoàng tuyền thạch, sẽ như thế nào? Tiêu Phàm cười. Nghĩ như vậy, hắn phát hiện điều băn khoăn của mình đột nhiên được giải quyết, suy nghĩ cũng thông suốt. Nói là làm, lấy ra hoàng tuyền thạch thu được ở băng tộc, ý niệm bao phủ hoàng tuyền thạch, bắt đầu luyện hóa. Căn cứ vào cảnh giới linh hồn hiện tại của hắn, luyện hóa một viên hoàng tuyền thạch dĩ nhiên không phải chuyện khó khăn, mặc dù hoàng tuyền thạch rất lạnh, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của Tiêu Phàm. Khoảng thời gian 4 canh giờ, Tiêu Phàm luyện hóa hoàng tuyền thạch thành công, lúc này hoàng tuyền thạch đã không còn là một viên đá hình tròn, mà biến thành một bức tranh. Tiêu Phàm nghỉ ngơi 2 canh giờ, khôi phục lại trạng thái của mình một cách tốt nhất, sau đó lấy ra tu la kiếm rồi bắt đầu múa kiếm. Mặc dù trong lòng hắn đã sớm có tư tưởng về hồn văn đồ, nhưng hôm nay mới phát hiện, nếu trước kia đi phác họa hồn văn đồ, thì thật là một việc lãng phí. Đương nhiên, dù là một viên đá nhưng hoàng tuyền thạch lại rất khó tìm kiếm. Nếu như hiện giờ có thể phác họa ra linh hồn bản thể phía sau âm dương thái cực đồ, dù là sau này có cách nào tốt hơn, Tiêu Phàm cũng sẽ không hối hận. Hiện tại hắn có thể khẳng định một điều, nếu như phác họa ra hồn văn đồ, không chỉ có thể hóa giải công kích, mà lại có thể giúp ích cho việc tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm tập trung tinh thần vẽ hồn văn đồ mà hắn muốn, quá trình này rất gian khổ, không được xảy ra chút sai lầm nào. Một khi thất thủ, có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc, đến lúc đó muốn tìm một viên hoàng tuyền thạch nữa cũng không hề dễ dàng. Cho nên ban nãy Tiêu Phàm mới điều tiết bản thân đến trạng thái tốt nhất, do hắn không cho phép mình thất bại. Thời gian trôi qua, tốc độ tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm càng ngày càng chậm, sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt, những giọt mồ hôi từ từ lăn xuống. Nhất định không thể thất bại. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kiên định, linh hồn bao phủ hồn văn đồ, mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc sâu trong đầu của hắn. Nhưng cũng tại thời khắc này, Tiêu Phàm cảm thấy một nguồn sức mạnh huyền diệu chảy ra từ toàn thân, trong lúc hắn vận dụng sinh tử áo nghĩa phác họa hồn văn đồ, vô số vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Sức mạnh vốn có trong cơ thể hắn đang nhanh chóng chảy đi mất, tuy nhiên những vòng xoáy nhỏ kia đang bắt đầu dung hợp, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh trào dâng từ tứ chi bách hải của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không mảy may để ý tới những điều này,
nhục thân thần thông một khi xuất hiện thì sẽ không biến mất, chỉ cần hắn từ từ khai thác mà thôi. Vốn dĩ Tiêu Phàm vẫn chưa kịp nghiên cứu thần thông, không biết loại thần thông này có tác dụng gì, đến giờ này thần thông lại có thể giúp hắn tập trung sức mạnh. Hoan hỉ một lát, Tiêu Phàm lại có chút thất vọng, vì hắn phát hiện, thần thông chỉ có tác dụng phụ trợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì tác dụng ấy không lớn lắm, ngay từ đầu điều Tiêu Phàm muốn chính là một loại thần thông có tính công kích. Bởi vì trong ghi chép của Tu La truyền thừa, thần thông mang tính công kích thường có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa đó là thứ mà tu sĩ xem như con át chủ bài cuối cùng. Tiêu Phàm lắc đầu, bây giờ không phải là lúc phân tâm, hiện tại hắn phải làm sao để một mạch phác họa ra hồn văn đồ. Hiện tại, hồn văn đồ phác họa ra là vô số những đường vân huyền ảo, người bình thường chỉ nhìn một thoáng, có thể tinh thần sẽ bị cuốn vào trong đó. Mặc dù có vẻ dễ dàng, nhưng việc phác họa của Tiêu Phàm lại cực kỳ gian nan, còn phức tạp hơn nhiều so với việc điêu khắc một hồn điêu, đẳng cấp hoàn toàn không giống nhau. Dòng dã qua 3 ngày 3 đêm, Tiêu Phàm mới dừng tay, trong lòng của hắn có chút vui vẻ, may mắn là bản thân vừa mới kích phát được nhục thân thần thông, bằng không, muốn một mạch hoàn thành hồn văn đồ, đó là điều không thể. Một khi dừng lại, uy lực hồn văn đồ sẽ giảm đi rất nhiều, đây không phải là kết quả mà Tiêu Phàm mong muốn. Tiêu Phàm hít sâu, nhìn hồn văn đồ trước mắt với vẻ mặt hài lòng. Hồn văn đồ như là một bức tranh lẳng lặng ngụ trong hư không, đường vân trên đó giống như đường cong, không có bất kỳ góc cạnh nào, khí lực sắc bén khó thứ gì có thể so sánh được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng ai cũng không tin thứ này được dùng kiếm phác họa ra. Đường vân hai hướng vần quanh, tựa như hai con âm dương ngư đang vần nhau, nhưng lại có chút không tương đồng. Lúc hơi chuyển động ý nghĩ, phía trên lượng lờ hai loại sương mù huyền diệu, một loại khiến người ta cảm giác thân quen dễ chịu, loại kia lại làm cho người ta một phen kinh hãi. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, sinh tử luân hồi đồ và linh hồn bản thể phía sau âm dương thái cực đồ có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Ẩn chứa hai lực sinh tử, tuần hoàn qua lại, luân hồi không ngừng, nếu đã như vậy thì gọi là sinh tử luân hồi đồ đi. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong bụng. Lời vừa dứt, ý niệm của Tiêu Phàm nhất động, sinh tử luân hồi đồ bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã là bên trong thần cung, nằm gọn trong tay linh hồn bản thể. Sau một khoảnh khắc, điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy linh hồn bản thể phía sau âm dương thái cực đồ hóa thành từng đợt sương mù hòa quyện vào bên trong sinh tử luân hồi đồ. Dùng sinh tử áo nghĩa để khơi mào, là điều không thể tốt hơn, về sau sinh tử luân hồi đồ sẽ do linh hồn bản thể điều khiển. Tiêu Phàm mỉm cười, từ nay trở đi không có cái gì gọi là sinh tử đồ, chỉ có sinh tử luân hồi đồ này mà thôi. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới cái gì đó mà thốt lên, không biết rốt cuộc thần thông có chỗ nào dị thường đây. Tinh thần của Tiêu Phàm hòa vào cơ thể, tâm trạng của Tiêu Phàm cũng rất thoải mái, hắn vẽ ra một hồn căn đồ, việc mà đã từ lâu luôn tìm cách giải quyết cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bên trong cơ thể, vòng xoáy lít nha lít nhít kia đang nhanh chóng tụ lại. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, vòng xoáy lớn nhỏ mặc dù không biến hóa, nhưng nó lại càng phát ra khí tức kinh khủng làm người ta phát khiếp. Tiêu Phàm lặng lẽ nhìn chăm chú, mặc cho những vòng xoáy kia tự do dung hợp, đã gần 9 ngày như vậy trôi qua, tất cả vòng xoáy cuối cùng cũng đã tụ lại cùng nhau. Khoảnh khắc đó, khí tức từ trong vòng xoáy phát ra cực kỳ rộng lớn, ngay sau đó, một sức mạnh vô song cắn nuốt tất cả thần lực bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Trong nháy mắt toàn thân Tiêu Phàm mất hết sức lực, sắc mặt nhợt nhạt, ngay cả đứng cũng không vững, cơ thể rơi vào trong bóng tối vô tận. Chẳng biết mất bao lâu, trong vòng xoáy kia đột nhiên phun ra một sự sống vô tận, dung nhập lại bên trong Tiêu Phàm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được mỗi một tế bào đều tràn đầy sức mạnh vô biên. Việc này, Tiêu Phàm choáng váng, hắn đột nhiên cảm thấy thần lực bên trong cơ thể mình mạnh lên vô số lần, mặc dù trước đó vẫn là ngũ biến chiến thần. Nhưng hiện tại hắn tự tin có thể đánh một trận với cửu biến chiến thần. Hít một hơi thật sâu, trong cơ thể Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến quyết đệ thập trung. Ngay sau đó, trong nháy mắt, tại đầu ngón tay của Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ màu trắng, cũng to như đầu ngón tay, nhìn kỹ, điểm sáng đang xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Phù phù bỗng nhiên, sức mạnh hư vô xung quanh nó giống như một cơn sóng thần, điên cuồng tăng lên trong cơ thể hắn. Tốc độ rất nhanh, không thể tưởng tượng được,
Tiêu Phàm phát hiện mình hấp thụ sức mạnh hư vô với tốc độ nhanh gấp bội. Thân xác thần thông thật đúng là quỷ dị, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói. Đúng rồi, vì sao những vòng xoáy này đều là quay tròn theo chiều kim đồng hồ? Mà sau khi dung hợp cùng nhau, cũng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc, trước đó dù vẫn luôn nhìn chăm chú lên vòng xoáy, hắn hoàn toàn không phát hiện ra cái gì kỳ lạ, hiện tại tâm trí ổn định nghĩ lại, lúc này mới phát hiện ra chỗ kỳ quái. Nếu để cho vòng xoáy này xoay ngược chiều kim đồng hồ, sẽ như thế nào đây? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn vẫn luôn là một người giỏi phát hiện, việc này cũng nhờ vào việc hắn không phải là người của giới này, trong đầu luôn nghĩ đến những điều mới lạ. Tiêu Phàm khẽ nhắm hai mắt, hắn ít khi trầm ngâm, vẫn là quyết định nếm thử một lần, có lẽ có sự bất ngờ thú vị. Tiêu Phàm tập trung sự chú ý, dùng tâm khống chế vòng xoáy nhỏ bé kia, cưỡng ép để nó dừng lại, và điều khiển nó xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Quá trình này rất chậm chạp, cực kỳ phí sức, Tiêu Phàm cũng rất cẩn thận, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu như làm mình bị thương, vậy coi như được không bằng mất. Chậm rãi, chuyện quái dị đã phát sinh, vòng xoáy nhỏ màu trắng chậm rãi biến thành màu đen, một luồng linh khí bùng nổ từ trong vòng xoáy phát ra. Lúc vòng xoáy thực sự xoay ngược kim đồng hồ, toàn thể vòng xoáy biến thành màu đen, quá trình này kèm theo thần hô quỷ khóc, gió tanh mưa máu. Thậm chí, Tiêu Phàm dường như thấy được xương cốt vô tận, trước mắt hắn mọi thứ đều biến thành một bãi chiến trường, xác chết khắp nơi, đáng sợ tới cực điểm. Phụt, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch, hắn cảm thấy như mình bị một chưởng mạnh của ma quỷ đánh trúng, thân thể bay ngược, đây là sức mạnh phản lại do vòng xoáy màu đen tạo thành. Trong quá trình bay ngược, Tiêu Phàm bỗng nhiên phát hiện, phía trước vốn dĩ là thế giới đen tối, giống như bị một luồng sức mạnh đánh vỡ nát, trở nên cuồng bạo dị thường. Một cú đánh, liền đánh nát cả vùng không gian. Cái này, Tiêu Phàm hít một luồng khí lạnh, cái vòng xoáy này chỉ vẻn vẹn bằng đầu ngón tay, vậy mà ẩn chứa uy năng đáng sợ như vậy, nếu như nó tiếp tục lớn lên thì sao? Tiêu Phàm không để ý đến thương tích trên người, ngược lại còn nở nụ cười vui mừng, nếu như nói lĩnh ngộ được 5 phần sinh tử áo nghĩa, vẽ ra được sơ đồ sinh tử luân hồi hắn đã cực kỳ vui vẻ rồi. Nhưng so với thân thể thần thông này, Tiêu Phàm cảm thấy chẳng qua chỉ như vậy. Chỉ với một cú đánh, liền đánh nát một vùng không gian, cần phải biết, trước đó Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, cũng chưa từng đánh nát được bất kỳ chỗ nào của cấm khu thần linh. Nếu như không phải sức mạnh thể xác của hắn cực kỳ mạnh mẽ, ước chừng cú đánh vừa rồi đã chấn động chết hắn rồi. Không biết một cú đánh này, có thể đánh chết chiến thần cảnh đỉnh phong hay không nhỉ? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, lại lập tức lắc đầu nói, muốn phát huy uy lực của một kích này, đoán chừng còn phải cường hóa sức mạnh thân thể của ta mới được. Tiêu Phàm cũng không muốn đi cùng kẻ địch, vừa rồi hắn còn chưa thi triển toàn bộ sức mạnh thần thông, thì đã khủng bố như thế, hắn không thể tưởng tượng nổi, lúc dùng toàn lực, uy lực sẽ lớn như thế nào. Ta phải nghĩ một cái tên thật hay cho nó, Tiêu Phàm có chút tự cao nói. Vừa dứt lời, thân thể Tiêu Phàm nặng nề ngã xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng có chút xúc động mà chửi thề. Vừa nãy quá kích động, hắn đã không chú ý gì đến xung quanh, ngay sau đó, thân thể ở trên mặt đất của hắn bay đi mấy trăm trượng mới dừng lại. Mặt đất cát bay đá chạy, bụi bặm mù mịt, để lại một rãnh sâu hóm. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm đứng dậy, mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Sau đó nhanh chóng thôi động sinh tử áo nghĩa khôi phục vết thương bên trong cơ thể. Cú ngã ở trên mặt đất không làm bị thương đến hắn dù chỉ một chút, nhưng bị sức mạnh thần thông của cú đánh phản lại, Tiêu Phàm cũng không thể không hề hấn gì. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, không tránh khỏi nhíu mày, trời đất một mảnh lờ mờ, so với biển lôi vân càng thêm ẩm đạm, tang thương. Bốn phía cuồng phong phần phật, giống như đao kiếm cắt vào thân thể Tiêu Phàm. Quanh thân Tiêu Phàm hiện lên một lớp áo giáp thần lực, chống lại tất cả cuồng phong bên ngoài. Trong không trung hiện ra một luồng khí tức đầy sát thương, khiến tim Tiêu Phàm đập mạnh. Vùng không gian này, mang lại cho hắn một loại cảm giác thân thiết, mà cực kỳ nguy hiểm, tựa như hắn vốn dĩ thuộc về nơi này. Chẳng lẽ là tầng không gian thứ 8 sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Còn lo lắng cái gì, không thấy được tín hiệu giết ma thành sao? Dị tộc xâm lấn,
hãy cùng ta lên tiền tuyến chiến đấu. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm sầm mặt lại, trong lúc quay đầu nhìn, hắn nhìn thấy 6 thân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, với tốc độ cực nhanh hướng về phía chân trời, căn bản không màng đến câu trả lời của Tiêu Phàm, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ sao? Lông mày của Tiêu Phàm nhăn lại thành hình chữ xuyên choan, hắn có thể nhìn thấy tu vi của những người kia, yếu nhất cũng là tứ biến chiến thần, còn có một người tầm lục biến chiến thần. Rất nhanh Tiêu Phàm bình tĩnh lại, hắn xác định, mình không phải đang nằm mơ, cũng không phải huyễn cảnh, mọi thứ đều là thật. Xiết Ma Thành, dị tộc, Tiêu Phàm lẩm bẩm mấy chữ này, vẫn quyết định đi theo, khỏi cần phải nói, chỉ cần là đối phó với dị tộc, Tiêu Phàm quyết không hối hận. Chí hướng của hắn lại là tìm kiếm truyền thừa của Tu La, chỉ cần có tin tức liên quan đến chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm tin tưởng, trong truyền thừa cậu Tu La đều có ghi chép. Hiếm khi, Tiêu Phàm bị kích động, con người bỗng nhiên co rút lại, trong lòng run run nói, Xiết Ma Thành. Nơi này là tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh hãi như thế, hắn chỉ nghe nói qua tinh không cổ lộ, nhưng cho tới bây giờ hắn không biết tinh không cổ lộ ở đâu. Càng chưa hề nghĩ tới, bản thân lại bước vào tinh không cổ lộ nhanh như vậy. Mình không phải là ở chúng thần mộ địa hay sao, làm sao đột nhiên lại chạy đến tinh không cổ lộ? Chẳng lẽ tinh không cổ lộ vẫn luôn ở trong chúng thần mộ địa? Nghĩ đến đây, toàn thân Tiêu Phàm run lên, trong lòng cực kỳ kích động, nhưng ngẫm lại cũng là bình thường, lúc trước thí thần cùng cửu U Ma Thần quyết chiến một trận, tại sao lại lựa chọn chỗ này? Có lẽ cũng bởi vì nơi này là tinh không cổ lộ. Cho nên thí thần mới có thể chặn đường cửu U Ma Thần, quyết chiến một trận ở đây cũng không có gì kỳ lạ. Huynh đệ, một mình ngươi làm gì ở đây, đồng đội ngươi đâu? Tiêu Phàm vừa mới tới gần mấy người đi đường, một nam tử trung niên mặc bào xanh trong đó liền lên tiếng chào Tiêu Phàm. Đồng đội, ta làm gì có đồng đội, nếu như không phải có được Tu La truyền thừa, ta cũng không biết đây là chốn quái quỷ nào. Tiêu Phàm sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Nam tử trung niên mặc bào xanh lại vỗ vai Tiêu Phàm, hai mắt hơi đỏ lên, an ủi, huynh đệ đừng có đau buồn, ở chỗ này chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều chứng kiến các huynh đệ chết đi, chúng ta xem một phần các huynh đệ chết đi mà cùng nhau sống tiếp. Đa tạ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vẻ giống như hắn nhận lấy được một sự chia sẻ. Hiển nhiên, nam tử trung niên mặc bào xanh cho rằng, đồng đội của Tiêu Phàm nhất định là chết đi trong lúc chiến đấu, chỉ còn lại một mình hắn. Huynh đệ, người tên là gì, người chỉ còn một mình, vậy thì gia nhập tiểu đội Long Kiếm chúng ta đi. Nam tử trung niên mặc bào xanh còn nói thêm. Nghe nói như vậy, ánh mắt của những người khác bỗng nhiên dồn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng đánh giá dung mạo những người này. Mạnh nhất là nam tử khôi ngô mặc giáp vàng, hai mắt của hắn sâu như biển cả, trên mặt khắc đầy tang thương, khắp người phát ra khí huyết dồi dào, so ra tu vi còn mạnh hơn Tiêu Phàm, hắn là một lục biến chiến thần. Ngoại trừ người nam tử trung niên mặc bào xanh bên cạnh ra, còn có 4 người, 3 nam 1 nữ, trong đó người nữ tử váy đen và nam tử cao gầy mặc bào đen là ngũ biến chiến thần, 2 người nam tử mặc áo bào xanh bên cạnh đó lại là tứ biến chiến thần. Vị nam tử trung niên mặc bào xanh cùng Tiêu Phàm nói chuyện kia, cũng là tứ biến chiến thần, khi hắn nói ra câu này, những người kia bắt đầu xem kỹ Tiêu Phàm. Nam tử trung niên mặc áo bào xanh sợ nam tử mặc giáp vàng từ chối. Vội vàng nói, đội trưởng, huynh đệ này là ngũ biến chiến thần, có thể giúp tiểu đội chúng ta tăng lên không ít sức chiến đấu. Tiêu Phàm thấy hết sức kỳ quái, vị nam tử áo bào xanh này sao lại cho rằng mình là ngũ biến chiến thần nhỉ? Phải biết rằng, nam tử trung niên mặc bào xanh chỉ là tứ biến chiến thần mà thôi, chẳng lẽ bọn họ có thể nhìn thấu được tu vi của cường giả cấp cao hơn? Có điều biểu hiện trên vẻ mặt Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, hắn giấu nghi hoặc này ở trong lòng. Nếu như hỏi bọn họ, đoán chừng đối phương sẽ đoán được mình không phải người của bọn họ. Đội trưởng, huynh đệ này mặc bào đen, nhất định là ngũ biến chiến thần. Nam tử trung niên mặc bào xanh còn nói thêm. Mặc áo bào đen thì là ngũ biến chiến thần. Tiêu Phàm kinh ngạc, xém chút nữa lên tiếng hỏi, mấy biến chiến thần có liên quan đến màu sắc y phục sao? Nhưng khi Tiêu Phàm chú ý hơn tới phục trang của mấy người, thì lại phát hiện. Hai người một nam một nữ kia là ngũ biến chiến thần đều mặc áo bào đen, 3 người tứ biến chiến thần lại mặc bào xanh dài. Cái này là cái quy củ gì? Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, thậm chí cảm thấy có chút may mắn,
may mà mình thích áo bào đen, cho nên đến bây giờ đều mặc áo bào đen. Mà lại, mình cũng đúng lúc vừa mới đột phá thành ngũ biến chiến thần, bằng không, thật là sẽ bị bọn họ nhìn ra một vài sơ hở. Long Vân, một hồi lâu, nam tử mặc giáp vàng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, tự báo danh tính, xem như thừa nhận thân phận Tiêu Phàm, hoan nghênh gia nhập tiểu đội Long Kiếm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Hoan nghênh huynh đệ, nam tử trung niên mặc bào xanh mỉm cười nói. Trước tiên nhanh tới sát ma thành, việc khác lên đường rồi nói. Nam tử tên Long Vân mặc giáp vàng mở miệng nói, đám người kia không ai phản bác, bọn chúng nhận được thông tin sát ma thành từ trước, nếu còn không đi nhanh, có lẽ sẽ bị phạt. Trên đường, Tiêu Phàm biết được danh tính mấy người kia, nam tử trung niên mặc bào xanh cùng hắn bắt chuyện tên là Lục Nhất Trần, là một người nóng vội. Còn hai người ngũ biến chiến thần kia, nữ tên là Dung Hân, là người tương đối lạnh lùng, nam tên là Liễu Phong, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy cao ngạo. Còn với hai nam tử mặc bào xanh khác, lại là một đôi huynh đệ, tên là Triệu Văn và Triệu Vũ. Tiểu đội Long Kiếm vốn dĩ bên ngoài lịch luyện, bây giờ nhận được chiếu lệnh của sát ma thành, tự nhiên không dám trái lệnh sát ma thành, liền cấp tốc về sát ma thành. Tiêu Phàm từ trong tu la truyền thừa biết được không ít thông tin liên quan tới sát ma thành, đã không biết tồn tại bao nhiêu lâu rồi, từ thời khắc dị tộc bắt đầu xâm phạm, sát ma thành là bắt đầu từ đó. Có điều trước kia không gọi bằng cái tên sát ma thành này, mà xưng là tinh không cổ thành, phàm là người muốn rời khỏi chiến hồn đại lục, đều phải từ nơi này bước vào tinh không cổ lộ. Nhưng mà, từ sau khi dị tộc giết vào tinh không cổ lộ, tinh không cổ thành liền đổi thành sát ma thành, trong mắt chiến hồn đại lục, dị tộc chính là ma đầu. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, trên tinh không cổ lộ này, lại còn có tiền bối chiến hồn đại lục cùng huyết ma bộ lạc dị tộc đang chém giết lẫn nhau. Khó trách nhiều năm như vậy chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc cũng chưa chiếm được chiến hồn đại lục, có lẽ có mối quan hệ rất lớn với sát ma thành. Tiêu Phàm mang theo một tia nghi hoặc, đi theo Long Vân, sáu người tiếp tục tiến đến sát ma thành, đối với tiểu đội sáu người Long Kiếm, trong mắt Tiêu Phàm mang theo một vẻ kinh sợ. Bọn họ ở chỗ này chém giết. Dùng máu tươi cùng niềm kiêu hãnh để bảo vệ môn hộ chiến hồn đại lục, trả một cái giá không phải là ít, rất nhiều anh hùng oanh liệt đã chôn xương nơi đây, rốt cuộc chưa kịp trở về cố hương. Mà chiến thần điện bây giờ lại bị chiến luân hồi khống chế, một đao từ phía sau lưng đâm chiến hồn đại lục, nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Tiêu Phàm tự nhiên sinh ra. Tiêu huynh đệ, đến sát ma thành rồi. Đột nhiên, âm thanh của Lục Nhất Trần khiến Tiêu Phàm bừng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần. Hắn lại an ủi, yên tâm, không có cái gì chém không được, lần này giết nhiều kẻ dị tộc là được. Được, Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như gặp gỡ dị tộc, nhất định phải giết thật thoải mái. Tiêu Phàm thở sâu, ngẩng đầu về phía xa nhìn lại, trước tiên rơi vào tầm mắt hắn là hai tòa núi cao cực lớn, núi cao thẳng nhập với mây xanh, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Kỳ lạ chính là, hai ngọn núi liền nhau một bên lại là hai vách núi. Phía trên có một tòa cung điện khổng lồ ngang qua hai đỉnh ngọn núi, hai ngọn núi này chắc đã từng là một thể, về sau bị người nào đó cho một kiếm bổ ra. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới hai ngọn núi, một vùng màu đen nhánh, có cổ thành mênh mông vô cùng nằm ở đó, cung điện san sát, lộ ra không khí tang thương đi cùng năm tháng. Không biết cũng đã từng tồn tại bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn đứng vững ở đó, chưa từng sụp đổ. Tiêu Phàm đến gần xem xét hai ngọn núi và cung điện phía trên, ở đây còn lưu lại một vài vết đao kiếm, mặc dù rất mơ hồ, nhưng ghi dấu nơi này đã từng xảy ra tuyệt thế đại chiến. Đối với tòa cổ thành trấn thủ trên tinh không cổ lộ này, Tiêu Phàm thật sự cảm thấy tôn kính. Nơi xa, lần lượt từng thân ảnh lấp lóe bay tới, cực nhanh phóng về phía sát ma thành, thị lực của Tiêu Phàm rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nơi đó có một quảng trường rộng lớn. Lại có rất nhiều người tụ tập tại đó, đầu người nhô ra. Tất cả tiểu đội tập hợp ở quảng trường. Một giọng nói dài vang lên trong tai mọi người, đang người Long Kiếm không chút do dự bay về phía quảng trường. Tiêu Phàm đi theo đám người Long Vân đứng ở một góc bên trong không quá thu hút dọc theo quảng trường, hắn có thể cảm nhận được có nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm. Huynh đệ, nếu như các hạ nghe được cái gì chối tai, cũng đừng để trong lòng. Lục Nhất Trần truyền âm nói cho Tiêu Phàm.
hắn dường như đã sớm quen với loại ánh mắt này. Được, Tiêu Phàm gật đầu. Linh hồn lực hắn quét qua, mọi thứ trên quảng trường đều thu vào tầm mắt hắn, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là lục biến chiến thần mà thôi, cái này có chút nằm ngoài ý nghĩ của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ những người của sát ma thành đều yếu như vậy sao? Thực lực như vậy, đừng nói ngăn cản dị tộc, ngay cả đối phó với thần kiếp địa của huyết ma bộ lạc cũng còn kém xa. Tiêu Phàm biết rằng, mình vẫn còn hiểu quá ít, đến nay sát ma thành cũng chưa từng thất thủ, đã chứng minh rằng mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Hừ, đây không phải là tiểu đội Long Kiếm sao? Ta nghe nói bọn chúng lần trước tiếp nhận một nhiệm vụ cấp thấp đã bị chết mất một người đồng đội. À, đã lại gia nhập thêm một người mới, đúng là không sợ chết. Lúc này, bảy đạo thân ảnh cách đó không xa đi tới, hiển nhiên cũng là một tiểu đội bảy người. Bảy người kia nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt của bọn chúng tràn đầy vẻ khinh thường, một kẻ trong đó không chút kiêng kỵ đả kích nói. Hừ, Long Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, nhưng hắn nắm chặt nắm đấm lại, móng tay đâm cả vào trong lòng bàn tay, bóp mạnh đến chảy máu, giống như đụng vào nỗi đau của hắn vậy. Người Thanh Vân tiểu đội đúng là một đám khốn kiếp, Lục Nhất Trần nhỏ giọng thầm thì, phẫn nộ nhìn mấy người kia. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng đối diện là mấy người thính lực cỡ nào, tất nhiên nghe được rõ ràng, lập tức tất cả đều phẫn nộ nhìn Lục Nhất Trần, có cảm giác kích động. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa xem, một nam tử mặc bào đen trong đó hùng hổ nhìn Lục Nhất Trần hăm dọa. Khí thế mạnh mẽ phóng tới Lục Nhất Trần biến sắc, thân thể đứng không vững, nhanh chóng lui ra phía sau. Tiêu Phàm nhíu mày, một bước tiến lên chặn trước người Lục Nhất Trần. Khí thế mạnh mẽ lập tức tan thành mây khói. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, đừng để đến lúc chết như thế nào cũng không biết. Nam tử lạnh lùng mặc bào đen kia nhìn Tiêu Phàm nói, cùng mặc áo bào đen, chắc đều là ngũ biến chiến thần, căn bản không có gì phải e ngại. Lúc giết dị tộc hung ác là chuyện tốt, đối với người mình có cần phải hùng hổ dọa người không? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, giọng nói có lực vang lên. Trong lòng của hắn lại có chút cảm giác khó chịu, những người này cũng là vì bảo vệ sát ma thành, bảo vệ chiến hồn đại lục, đối với người của mình như vậy, khó tránh khỏi làm cho lòng người thấy lạnh. Nam tử mặc bào đen nghe được lời của Tiêu Phàm, khí thế trên người lập tức thu lại, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt Tiêu Phàm một chút, cổ quái nói, một nhiệm vụ cấp thấp mà hại chết một người đồng đội ngũ biến chiến thần, ta nghe nói nhiệm vụ của lần này là trung cấp, không biết phải chết bao nhiêu nữa. Cho dù có chết, giết nhiều kẻ dị tộc, chết thì có làm sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói. Nam tử mặc bào đen nhìn Tiêu Phàm với một chút ngạc nhiên, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy người tiểu đội Long Kiếm nhìn Tiêu Phàm có chút cảm kích, bọn hắn cũng không ngờ, Tiêu Phàm vừa mới gia nhập vậy mà liền ra mặt thay bọn hắn. Tiêu Phàm, đa tạ. Long Vân hít sâu một hơi nói. Đội trưởng không cần khách khí, ta hiện tại cũng là một thành viên của tiểu đội Long Kiếm. Tiêu Phàm cởi mở cười một tiếng, đã gia nhập tiểu đội Long Kiếm, Tiêu Phàm tự nhiên không thể làm mất mặt tiểu đội Long Kiếm. Tiêu Phàm lại không nhịn được hỏi đội trưởng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mấy người cúi đầu, Tiêu Phàm biết mấy người không muốn nói, liền vội vàng nói, thật có lỗi, ta không nên, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, lần này chính là sai lầm của chúng ta. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Long Vân đột nhiên mở miệng nói, thần sắc hơi ảm đạm. Trong mắt tràn đầy vẻ hối hận, nói chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước. Tiêu Phàm yên lặng nghe Long Vân kể lại, vốn dĩ 3 tháng trước, tiểu đội Long Kiếm tiếp nhận một nhiệm vụ cấp thấp, đuổi giết một tiểu đội chiến thần cảnh tiền kỳ của dị tộc. Tiêu Phàm từ đầu không biết cái gọi là nhiệm vụ cấp thấp là gì, nhưng về sau mới rõ, cái gọi là nhiệm vụ tổng cộng chia làm 4 loại, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Nhiệm vụ mà tu sĩ chiến thần cảnh tiền kỳ có thể hoàn thành chính là nhiệm vụ cấp thấp, chiến thần cảnh trung kỳ mới có thể hoàn thành chính là nhiệm vụ trung cấp, cứ thế mà suy ra. Bình thường nhiệm vụ cấp thấp, rất ít khi để cường giả chiến thần cảnh trung kỳ đi làm, thứ nhất cường giả chiến thần cảnh trung kỳ trở lên của chiến hồn đại lục có hạn, mỗi người đều có chức trách của mình. Thứ hai cũng có thể để tu sĩ cấp thấp đạt được kinh nghiệm, con người chỉ có chiến đấu mới có thể mau chóng trưởng thành. Nhưng mà một lần kia, tu sĩ chiến thần cảnh tiền kỳ đều được phái đi chấp hành nhiệm vụ, mà tiểu đội Long Kiếm trong lúc rảnh rỗi, liền lựa chọn một nhiệm vụ cấp thấp.
mấy người dựa theo thông tin nhiệm vụ chặn giết một tiểu đội dị tộc, lấy thực lực của bọn hắn mà nói, cho dù giao chiến chính diện, xem chừng cũng không cần tốn nhiều công phu. Sự thật cũng là như thế, bảy người tiểu đội Long Kiếm, rất nhanh liền chém giết tiểu đội kia hầu như không còn kẻ nào. Chỉ là chuyện phát sinh khiến cho người ta không ngờ được, lúc bọn họ chuẩn bị trở về để nộp nhiệm vụ lên, đột nhiên thấy một tiểu đội dị tộc ẩn núp gần sát ma thành, đang đuổi giết tu sĩ chiến hồn đại lục. Phản ứng đầu tiên của Long Vân là nhân tiện cùng nhau giải quyết những kẻ này, giết dị tộc, Long Vân trước giờ đều không do dự. Nhưng mà chuyện vượt qua dự liệu của hắn, trong tiểu đội bên kia lại có hai cường giả là lục biến chiến thần, có một kẻ âm thầm mai phục bên trong, đám người tiểu đội Long Kiếm không phát hiện được. Đối phương vốn dĩ là muốn đánh lén Long Vân, mà ở thời điểm then chốt, một thành viên của tiểu đội Long Kiếm ngăn phía trước người Long Vân, Long Vân được sống tiếp, nhưng thành viên kia đã chết. Nếu như không phải có tiểu đội khác đi qua, đoán chừng tiểu đội Long Kiếm rất có thể đều nằm lại đó. Sau sự việc đó, bọn hắn bị cấp cao sát ma thành trách tội, hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp thấp, vậy mà để chết mất một ngũ biến chiến thần, điều này chẳng phải là nực cười sao? Cao tầng của sát ma thành cũng không quan tâm trên đường ngươi đã làm gì, bọn chúng chỉ cần biết kết quả. Từ đó về sau, thành viên của tiểu đội Long Kiếm chết trong một nhiệm vụ cấp thấp bắt đầu lưu truyền, trong lòng mấy người tiểu đội Long Kiếm cảm thấy rất khó chịu. Trách tội bọn họ cũng không sao. Nhưng mỗi người bọn họ phải trải qua cảm giác đau khổ khi một người huynh đệ chết đi, vậy nên trong lòng Long Vân cũng là vì việc này mà sầu não như thế. Mấy tháng này, Long Vân vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu như ngày đó hắn không quyết định sai lầm, thành viên kia của đội không phải bảo vệ hắn, tự nhiên cũng sẽ không chết đi. Nghe xong cố sự này, trong lòng Tiêu Phàm thổn thức không thôi, cái này có thể trách Long Vân sao? Nếu như đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không do dự giết tới, đối với người dị tộc, Tiêu Phàm chỉ có ba chữ, giết không tha. Tiêu huynh đệ, nếu như ngươi muốn rời khỏi tiểu đội Long Kiếm, bây giờ còn kịp, Long Mỗ quyết không trách ngươi. Long Vân nói xong những lời này, dường như nhẹ nhõm nhiều, cũng không sợ Tiêu Phàm rời tiểu đội Long Kiếm. Nói xong, những người khác nhìn vào Tiêu Phàm với vẻ bối rối, mặc dù Tiêu Phàm chỉ vừa mới gia nhập tiểu đội Long Kiếm. Nhưng bọn hắn vẫn hy vọng Tiêu Phàm tiếp tục ở lại. Rời đi, ta vì sao phải rời đi? Tiêu Phàm lắc đầu nói, lúc này đối với hắn chỉ thấy kính nể tiểu đội Long Vân và thành viên đã chết đi của đội. Long Vân ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm hiển nhiên không nghĩ đến mình lại phải hỏi lại như vậy, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết được ý của Tiêu Phàm. Thế nhưng, trong lòng Long Vân có chút vui mừng, còn muốn nói điều gì? Nhưng lại bị Tiêu Phàm ngắt lời, ánh mắt hắn lạnh lùng, trầm giọng nói, chẳng lẽ không nên giết dị tộc sao? Chẳng lẽ không nên giết dị tộc sao? Âm thanh của Tiêu Phàm không lớn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến mấy người tiểu đội Long Kiếm kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể trả lời như vậy. Giết dị tộc, chúng ta không phải vì lấy lòng một vài người, cũng không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mới làm. Chúng ta là vì bảo vệ gia viên của mình. Ngữ khí của Tiêu Phàm âm vang có lực, rất có khí phách. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, nếu như là ta cũng sẽ lựa chọn giống như đội trưởng. Giết dị tộc, Tiêu Phàm chưa bao giờ nương tay, cho dù là tu sĩ chiến hồn đại lục bị chiến luân hồi khống chế, Tiêu Phàm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình như vậy. Đứng ở vị trí Long Vân, Tiêu Phàm cũng sẽ lựa chọn như vậy, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là trách nhiệm. Mà giết dị tộc, lại là đảm đương, căn bản không cần lý do. Hai mắt mấy người Long Kiếm hơi đỏ lên, thật lâu, Long Kiếm mới nói, huynh đệ, tiểu đội Long Kiếm hoan nghênh ngươi gia nhập. Tiêu Phàm cười cười, mặc dù hắn là người ngoài đến, nhưng chỉ cần giết dị tộc, đều là người một nhà, hắn cũng không quan trọng gia nhập tiểu đội nào. Yên lặng, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, âm thanh trên quảng trường bỗng nhiên biến mất, toàn quảng trường trở nên yên tĩnh. Lại nhìn thấy phía đầu tiên của quảng trường, trên không hiện lên một lão giả mặc bào đen, nếu như không phải nhìn thấy bằng mắt thường, căn bản không nhận ra sự tồn tại của lão giả. Dù là Tiêu Phàm hiện tại đã đột phá đến ngũ biến chiến thần, nhưng ở trước mặt lão giả này, hắn cũng cảm thấy nhỏ bé như là sâu kiến. Hai canh giờ trước, dị tộc chuẩn bị quy mô tiến công sát ma thành, đã tới gần Ma Vẫn Thiên Cốc, tiểu đội chiến thần cảnh hậu kỳ đã điều động toàn bộ làm tiên phong.
chặn giết tu sĩ dị tộc tại Ma Vẫn Thiên Cốc. Thân ảnh lão giả mặc bào đen giống như kinh lôi, vang lên trong đầu mỗi người. Dừng một chút, lão giả mặc bào đen đảo con ngươi đen sắc bén qua quảng trường, trầm giọng nói, hiện tại, các ngươi có thời gian chuẩn bị là nửa nén hương, sau đó cùng nhau đi tới Ma Vẫn Thiên Cốc, trợ giúp đội tiên phong, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là, chặn giết bất kỳ kẻ dị tộc nào xông ra khỏi Ma Vẫn Thiên Cốc. Rõ, đám người nhao nhao đáp, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phía. Tiêu huynh đệ, ngươi cần chuẩn bị thứ gì, thời gian nửa nén hương cũng không nhiều, nhanh lên một chút. Long Vân trầm giọng nói. Ta không cần chuẩn bị thứ gì, có thể lập tức tiến lên. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này, chờ chúng ta trở về, chúng ta cần phải đi mua một vài vật phẩm. Long Vân nói xong, không đợi Tiêu Phàm phản ứng liền biến mất ở mặt đất. Người tiểu đội Long Kiếm nhao nhao rời đi, chỉ còn một mình Tiêu Phàm tiếp tục ở lại, giờ phút này, trên quảng trường chỉ còn lại mấy người. Tiêu Phàm ngược lại không cần mua vật phẩm gì, hiện tại chỉ muốn khôi phục thương thế, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao người nơi này đều chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, hóa ra cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ, đã lên tiền tuyến. Nghĩ đến sát ma thành còn có nhiều cường giả như vậy, điều này khiến cho Tiêu Phàm có thêm mấy phần lòng tin đối với chiến hồn đại lục. Nửa nén hương thời gian chớp mắt liền qua, Long Vân cùng bọn người Lục Nhất Trần tất cả đều quay về trong thời gian quy định, nhìn bộ dạng mấy người thở hồng hộc, giống như đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Lão giả áo bào đen lại xuất hiện lần nữa, hắn vung tay lên, hư không bỗng nhiên xuất hiện một phi độ chiến thuyền màu vàng, Tiêu Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái phi độ chiến thuyền màu vàng này so với chiến thuyền hắn đã thấy không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Thần binh, trong đầu Tiêu Phàm toát ra hai chữ. Lên thần châu, lão giả mặc bào đen hét to một tiếng, tất cả tu sĩ trên quảng trường không chút do dự bước lên phi độ chiến thuyền, không, nói đúng hơn là thần châu. Trong tu la truyền thừa cũng ghi chép có quan hệ với thần châu, tác dụng gần giống như phi độ chiến thuyền, chỉ là phẩm cấp cao hơn rất nhiều, như vậy. Tốc độ cũng hoàn toàn khác xa so với phi độ chiến thuyền bình thường. Tiêu Phàm cùng mọi người vừa mới lên thần châu, lão giả kết một cái thủ ấn, thần châu liền biến thành một dòng sáng vàng phóng về trung tâm hai ngọn núi mà đi. Có hai ngọn núi cách trở, dị tộc muốn tiến vào chiến hồn đại lục, chỉ có cách bước qua sát ma thành, nếu không không còn cách nào khác. Mà xung quanh sát ma thành, bao phủ đầy hồn giới, một khi có dị tộc tới gần, liền sẽ cảnh báo, bởi vậy. Sát Ma Thành là cánh cửa thứ nhất của chiến hồn đại lục, cũng là cánh cửa quan trọng nhất. Một khi dị tộc công phá Sát Ma Thành, khoảng cách xâm nhập vào chiến hồn đại lục cũng không còn xa. Tiêu Phàm ngồi phía trên thần châu đột nhiên mơ màng, hắn luôn cảm thấy việc này có chút giống như mộng ảo, hắn nhớ đến lúc Chọc Thiên Hồng từng nói, tinh không cổ lộ chiến đầu đến trời đất tối tăm, cuối cùng Tu La Điện chủ dùng ngũ hành phong ấn phong bế tinh không cổ lộ. Đừng nói chiến thần cảnh trung kỳ. Ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng phá vỡ ngũ hành phong ấn, tự nhiên cũng không có khả năng đến tinh không cổ lộ. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện trên tinh không cổ lộ, việc này chẳng phải là rất mâu thuẫn sao? Cho dù ngũ hành phong ấn bị Lâu Ngạo Thiên phá vỡ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy, tối đa cũng chỉ có thể để thần linh khí xuyên qua mà thôi. Nếu như không phải nơi này quá mức chân thực, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho là mình đang nằm mơ. Trong lòng của hắn nhiều lần tự hỏi, đây rốt cuộc có phải là thật không? Đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, trong lòng trầm giọng nói, tàn niệm yêu ca Tu La Điện chủ đời trước không phải đã nói, hữu hộ pháp cùng Tu La Điện đang ở ngay tại không gian tầng thứ 9 của cấm khu thần linh sao? Nếu như nơi này đúng là không gian tầng thứ 9, đây chẳng phải là trong tâm của chúng thần mộ địa thông với tinh không cổ lộ sao? Thế nhưng, ngay cả tầng không gian thứ 8 ta cũng không đi vào. Làm sao đột nhiên lại tiến vào tầng không gian thứ 9 đây? Cho dù tiến vào tầng không gian thứ 9, cũng không nên xâm nhập tinh không cổ lộ mới đúng, ta chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, không có khả năng xông qua chỗ mà ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không vượt qua được phong ấn. Nghĩ đến việc này, trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu hoài nghi, trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc, tâm thần dẫn tới thí thần, hắn vẫn có thể cảm nhận được, nếu thật là mộng cảnh, vậy cái mộng cảnh này cũng quá chân thực rồi. Ta ngược lại mong đây là sự thật, Tiêu Phàm lắp bắp nói. Chiến hồn đại lục còn có sức mạnh như thế, há lại sợ hãi chiến thần điện, há sẽ sợ hãi huyết ma bộ lạc sao? Tiêu huynh đệ,
Người muốn tỉnh lại, không cần lo lắng, có rất nhiều tiền bối cản ở phía trước chúng ta, sẽ không để cho tu sĩ cấp cao giết tới. Lục Nhất Trần đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, an ủi. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn kỹ chiến hữu Lục Nhất Trần này một chút, cũng không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Quỳnh, đột nhiên, thần thể mọi người lắc lư một cái, thần châu bỗng nhiên ngừng lại, các tu sĩ khác nhau nhau từ bên rìa đi đến bong tàu. Một lúc sau, hồn giới phía trên thần châu biến mất, tu sĩ bốn phía không chút do dự bay vọt đi về phía dưới thần châu. Tiểu đội Long Kiếm, bên này, giọng nói Long Vân vang lên bên tai mọi người, vừa rồi Long Vân rời đi, hiển nhiên là đi phân phối nhiệm vụ. Muốn chặn giết toàn bộ dị tộc tại Ma Vẫn Thiên Cốc, hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu như tùy ý phát huy, vậy càng không thể nào. Mấy người Tiêu Phàm vội vàng bay về phía Long Vân, lúc này, bỗng nhiên truyền đến bên tai một giọng nói âm dương quái khí, phì, thật sự là không may. Không ngờ cùng tiểu đội Long Kiếm làm cùng một nhiệm vụ. Kẻ mở miệng nói chuyện chính là người thanh niên mặc bào đen trước đó châm chọc tiểu đội Long Kiếm ở trên quảng trường. Lúc nói ra lời này, hắn không quên một chút mỉa mai nhìn bọn Tiêu Phàm. Thanh Vân, quản tốt miệng thủ hạ ngươi, các ngươi không muốn cùng một tổ với tiểu đội Long Kiếm, có thể xin bên trên. Long Vân hừ lạnh một tiếng, hắn lại khôi phục ngữ khí trước đó. Ta có quản thuộc hạ ta hay không liên quan gì đến ngươi? Huống hồ, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Nam tử mặc giáp vàng tiểu đội Thanh Vân kia cười lạnh nói. Ta biết người muốn chứng minh bản thân, không biết tiểu đội Long Kiếm người có dám cược một trận với tiểu đội Thanh Vân của ta không? Có gì không dám, Long Vân còn chưa mở miệng, Lục Nhất Trần đã bực tức nói, hắn thấy khó chịu nhất là bị tiểu đội Thanh Vân xem thường, đối phương cũng không có gì mạnh hơn bọn họ. Càng huống chi, đều là vì giết dị tộc, ai cũng không hơn ai. Cũng không có ai là cao quý hơn. Ha ha, chẳng lẽ đội trưởng Long Kiếm thay người rồi? Thanh Vân nhìn Lục Nhất Trần với vẻ khinh thường, câu nói này nói bóng gió chính là, ngươi chỉ là một tứ biến chiến thần, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi muốn so như thế nào? Long Vân nhíu mày, hắn cũng không phải là một người sợ phiền phức, chỉ là ngay từ đầu vẫn luôn đắm chìm trong bi thương ở cái chết của thành viên kia, không muốn phân tranh với người tiểu đội Thanh Vân mà thôi. Nhiệm vụ của hai tiểu đội chúng ta là giống nhau, mà còn là giết dị tộc, vậy thì cược ai giết dị tộc nhiều hơn? Khuôn mặt Thanh Vân tự tin nói. Được, Long Vân nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể giết dị tộc, ngược lại hắn sẽ không quan tâm đến thắng thua. Phe thua cho phe thắng 3 vạn thần thạch, và lớn tiếng nói ta là hạng người ham sống sợ chết, như thế nào? Thanh Vân cười nói, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin, giống như hắn đã thắng. Được, Long Vân nghiến răng, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Chúng ta nhất định sẽ thắng, các ngươi mới là hạng người ham sống sợ chết. Lục Nhất Trần nắm chặt nắm đấm nói. Tiêu Phàm cau mày nhìn tiểu đội Thanh Vân một chút, cũng không nói gì thêm, hắn tự nhiên hiểu ý bên trong lời nói của Thanh Vân. Tiểu đội Long Kiếm từ sau khi chết đi một người đồng đội, đã không còn bước vào chiến trường, trong mắt rất nhiều người, tiểu đội Long Kiếm đều là một đám người ham sống sợ chết. Ngay cả dũng khí báo thù cho đồng đội của mình cũng không có. Nghe được lời của Thanh Vân, mấy thành viên khác của tiểu đội Long Kiếm là Dung Hân, Liễu Phong, Triệu Văn và Triệu Vũ cũng vô cùng giận dữ, bọn hắn cũng rất đau lòng về cái chết của thành viên kia. Sở dĩ bọn hắn tu chỉnh 3 tháng, hoàn toàn không phải là bọn hắn không còn dám đối mặt dị tộc, mà là lúc trước người bọn hắn cũng bị thương nặng, mất hơn 2 tháng mới hoàn toàn khôi phục. Nếu không, sau khi nhận được chiếu lệnh của Sát Ma Thành, trước tiên bọn hắn cũng sẽ không trở lại Sát Ma Thành nghe theo điều khiển. Hy vọng các ngươi dám chơi dám chịu, Thanh Vân tùy tiện cười một tiếng, lách mình bay đi nơi xa. Gân xanh trên trán Long Vân nổi lên, hoàn toàn không phải là hắn thù hận tiểu đội Thanh Vân, mà là bị người ta hiểu lầm là hạng người ham sống sợ chết. Nếu như bọn hắn tham sống sợ chết, sẽ không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Còn đi đối phó một tiểu đội dị tộc khác, bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy có người bị người dị tộc đánh lén mà chết. Đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngữ khí Liễu Phong kiên định một mực trầm mặc lại có chút cao ngạo nói. Không sai, chúng ta nhất định sẽ thắng. Dung Hân cũng lạnh lùng gật đầu, trong mắt lóe lên một ánh nhìn đậm sát khí. Đi, Long Vân gật đầu, rồi cũng bay về hướng tiểu đội Thanh Vân.
Lần này, nhiệm vụ của bọn hắn cùng tiểu đội Thanh Vân là giống nhau, chính là ở phạm vi bên trong, chặn giết tu sĩ dị tộc, không để chúng phá vòng vây. Rất nhanh, tiểu đội Long Kiếm đã dừng lại bên ngoài một vùng hẻm núi rộng lớn, hẻm núi rộng mấy trăm dặm, chỗ sâu có sương mù bao phủ, căn bản nhìn không thấy gì, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng từng đợt đánh nhau rất kịch liệt. Cách đó không xa, tiểu đội Thanh Vân thỉnh thoảng ném tới ánh mắt khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, tiểu đội Long Kiếm thua chắc rồi. Mọi người cẩn thận một chút, đừng quá để ý đến lần đánh cược này, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ dị tộc nào đi qua chỗ chúng ta. Long Vân truyền âm nói cho đám người tiểu đội Long Kiếm. Vâng, đội trưởng, đám người gật đầu, lúc này, Lục Nhất Trần lại hỏi, đội trưởng, ngộ nhỡ có tu sĩ dị tộc cấp cao xuất hiện phải làm sao? Long Vân nhíu mày một cái nói, hãy tin tưởng vào những tiền bối, đã để những chiến thần cảnh trung kỳ chúng ta ngăn cản ở chỗ này, chắc chắn sẽ không để tu sĩ cấp cao tới. Ngộ nhỡ sao? Lục Nhất Trần còn nói thêm, chúng ta cứ tin tưởng những tiền bối, nhưng số người bọn họ không nhiều, mà dị tộc cũng giảo hoạt dị thường, nếu có người ẩn giấu tu vi, tiền bối bọn họ không thể phát hiện. Nhất thời Long Vân không phản bác được, hắn cũng biết, loại chuyện này có đôi khi sẽ xảy ra. Đội trưởng, chỗ chúng ta đứng bây giờ gần với phạm vi bên ngoài Ma Vẫn Thiên Cốc, nếu có người ẩn núp dọc theo biên giới tới đây, cũng có khả năng cực lớn, ngộ nhỡ gặp phải tu sĩ cấp cao, chúng ta phải làm như thế nào? Liễu Phong cao ngạo đột nhiên nói. Long Vân nghiến răng, nói, thề sống chết chặn giết, trừ phi chúng bước qua thi thể ta. Vâng, đội trưởng, đám người đáp không chút do dự. Tiêu Phàm cũng bị lây khí thế của mấy người này. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bọn Lục Nhất Trần và Liễu Phong sợ hãi, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Tiểu đội Long Kiếm là hạng người ham sống sợ chết sao? Tiêu Phàm lắc đầu, bọn hắn đương nhiên không phải, bọn hắn là chiến sĩ dũng cảm nhất của chiến hồn đại lục. Nếu như từ trên trời vượt qua tới đây thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, liền phủ định ý nghĩ này. Chân trời từng đạo quang mang lưu chuyển, như là màn trời che khuất toàn bộ bầu trời, hiển nhiên, kia là hồn giới được cường giả chiến hồn đại lục bố trí. Muốn từ trên cao xuyên qua Ma Vẫn Thiên Cốc, tất nhiên sẽ bị bại lộ trong mắt mọi người, trừ phi tu sĩ dị tộc muốn tự mình tìm cái chết, nếu không là không thể nào từ trên cao bay tới. Mấy người chờ đợi nửa ngày, tiếng đánh nhau phía trước ở bên tai không dứt, nhưng cũng không có bất kỳ người nào tới gần. Có điều mấy người cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tốc độ của chiến thần cảnh là cực nhanh, một khi không cẩn thận xông qua vùng phòng ngự của bọn hắn, đến lúc đó muốn truy sát là rất khó. Có biến, màng nhĩ Long Vân rung lên một cái. Viu viu, lời nói vừa dứt, hai đạo lưu quang từ trong sương mù dày đặc xông ra, tốc độ cực nhanh bay về phía tiểu đội Long Kiếm và tiểu đội Thanh Vân, muốn thừa dịp cả hai tiểu đội không chú ý mà chặn giết bọn họ. Lục biến chiến thần, sắc mặt Long Vân hơi đổi một chút, cách đó không xa sắc mặt Thanh Vân cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì, tu sĩ đồng cấp, muốn chém giết đối phương có lẽ hơi khó khăn. Thậm chí, dị tộc có một vài tu sĩ đồng cấp còn mạnh hơn rất nhiều so với bọn hắn, giết chết bọn hắn cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Liễu Phong, Dung Hân, theo ta chặn giết người gần nhất, Tiêu Phàm, các ngươi tiếp tục trông chừng. Long Vân quyết định thật nhanh, bay lên. Mang theo Liễu Phong và Dung Hân nhào về phía một tu sĩ dị tộc trong đó. Vốn dĩ Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng vẫn không hành động, Long Vân dù sao cũng là lục biến chiến thần, cộng thêm hai ngũ biến chiến thần Dung Hân và Liễu Phong, đối phó một người trong đó có lẽ không khó. Tiểu đội Thanh Vân ở đối diện cũng như thế, chỉ ít hai kẻ dị tộc lục biến chiến thần là không thể nào vượt qua chỗ bọn hắn. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc mấy người sau đó xuất hiện, đột nhiên sáu thân ảnh trong sương mù dày đặc lại lao ra, khí tức trên thân mỗi người này đều không kém gì ngũ biến chiến thần, trong đó còn có hai kẻ là lục biến chiến thần. Nói cách khác, đồng thời có bốn lục biến chiến thần cùng bốn ngũ biến chiến thần xông tới chỗ này, mà tiểu đội Long Kiếm cùng tiểu đội Thanh Vân cộng lại cũng chỉ là hai người lục biến chiến thần, sáu người ngũ biến chiến thần, xét về thực lực đã ở vào thế hạ phong. Mặc dù bọn hắn còn có 6 người tứ biến chiến thần, nhưng tứ biến chiến thần muốn giết chết ngũ biến chiến thần và lục biến chiến thần, coi như rất khó khăn, cùng lắm thì cũng giúp ngăn chặn những người kia một tay mà thôi. Thậm chí,
Kết quả có khả năng không phải bọn họ giết chết tu sĩ dị tộc, mà là tu sĩ dị tộc giết chết bọn họ. Giết, hai mắt Lục Nhất Trần đỏ bừng, thần lực tuôn ra cuồn cuộn, liền lách mình xông tới, Triệu Văn, Triệu Vũ cũng không một chút do dự, bọn hắn xưa nay sẽ không nương tay nhân từ đối với dị tộc. Keng keng tuy nhiên, trong nháy mắt lúc bọn họ lao ra, không ngờ trong sương mù dày đặc lại có 10 bóng người lao ra, cảm nhận được khí tức phát tán từ trên người những người kia, mấy người không khỏi hít một hơi lạnh, theo bản năng lui ra phía sau. Sắc mặt đám người lạnh lùng nhìn lần lượt từng thân ảnh ở phía trước, có tổng cộng 18 người, mỗi người đều là chiến thần cảnh trung kỳ, dường như đối phương biết được ở đây có tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ mai phục. Long kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội cộng lại cũng chỉ có 14 người, mà đối phương lại có đến 18 người, hơn nữa còn có 4 người là lục biến chiến thần. Vô luận so sánh về tu vi hay là nhân số, tu sĩ dị tộc đều chiếm thế thượng phong. Long kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội cùng nhau lui lại, đứng thành một hàng, đứng ở vị trí chính giữa là Long Vân và Thanh Vân. 18 người, mỗi đội 9 người, như thế nào? Hai mắt Thanh Vân đỏ bừng. Hiện lên quang mang khát máu, đối mặt với 18 dị tộc chiến thần, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Nhưng hắn không có bất cứ e ngại gì, sát khí vẫn như cũ nở rộ. Nguyên bản Tiêu Phàm đối với Thanh Vân còn có chút không hợp mắt, nhưng hiện tại đã được cải thiện không ít, ít ra người tên Thanh Vân cũng là một hảo hán, không sợ sống chết. Được, Long Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Long Thần, nếu như ta chết, các người có thua thì cũng đừng chơi xấu đấy. Thanh Vân lại nói một câu, khí thế trên người bắt đầu tăng lên. Được, Long Thần không nói nhiều, điển hình của kẻ thích chữ như vàng, vẫn như cũ chỉ phun ra một chữ. Đám người khẽ cau mày, nhưng trong lòng lại co rúm lại, người của Long kiếm tiểu đội vốn rất chán ghét Thanh Vân nhưng giờ khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Thanh Vân lại phát sinh biến hóa rất lớn. Thanh Vân có lẽ coi thường bọn hắn. Nhưng hắn cũng chỉ khinh thường hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Đây chính là ấn tượng của Thanh Vân về Long kiếm tiểu đội trong đoạn thời gian qua. Hoặc có thể là Thanh Vân hiểu lầm Long kiếm tiểu đội, nhưng bây giờ, đám người của Long kiếm lại không cảm thấy hận nữa. Giết, Thanh Vân gầm lên một tiếng, mang theo Thanh Vân tiểu đội dẫn đầu xông tới, một mình hắn chiến đấu với hai lục biến chiến thần. Đội trưởng, giao cho ta một tên lục biến chiến thần. Liễu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một tên lục biến chiến thần nói, trong ánh mắt không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại chiến ý lại tăng vọt. Cẩn thận một chút, Long Thần gật đầu, Dịch Hân, Tiêu Phàm, các ngươi trước tiên ngăn chặn mấy tên ngũ biến chiến thần, chờ chúng ta giết chết tên lục biến chiến thần, sẽ đến giúp các ngươi. Đội trưởng, để ta đến ngăn tên lục biến chiến thần kia, ngươi đối phó với những tên ngũ biến chiến thần sẽ nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm chủ động xin đi nói. Nhất định phải cẩn thận. Long Thần khẽ nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu đồng ý, hắn không rõ thực lực của Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Hắn làm sao không muốn có người có thể ngăn chặn lục biến chiến thần chứ? Với thực lực của hắn, chém giết ngũ biến chiến thần không quá tốn sức, nhưng chiến đấu cùng cấp, muốn giết chết lục biến chiến thần, lại có chút khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như hắn là đội trưởng, đoán chừng đã sớm xông tới, nhưng hắn không phải, cho nên chiến thuật đều từ Long Vân chỉ định, hắn chỉ đưa ra đề nghị mà thôi. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới phía trước một tên lục biến chiến thần, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, điều này khiến đám người kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Một ngũ biến chiến thần, cũng dám đến ngăn ta. Đối diện với Tiêu Phàm là một nam tử khôi ngô, thân thể to cao, cơ bắp to khỏe. Tay khiêng một cây lang nha bổng vẻ mặt khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Thân là lục biến chiến thần, hắn quả thật có tư cách kiêu ngạo, công pháp tu luyện của bọn hắn so với tu sĩ chiến hồn đại lục mạnh hơn nhiều. Theo lẽ thường mà nói, tu sĩ đồng cấp, tu sĩ chiến hồn đại lục so với dị tộc đều yếu hơn. Nếu như không phải số lượng tu sĩ dị tộc không chiếm ưu thế, có lẽ bọn hắn đã sớm xâm nhập chiến hồn đại lục. Tiếng nói vừa rơi xuống. Lang nha bổng trong tay nam tử khôi ngô gào thét đập tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hư không rung động một trận, dường như một ngọn núi cổ đang rơi xuống, tràn ngập sức mạnh. Quá chậm, Tiêu Phàm lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao ngắn, một cỗ khí tức hung lệ mãnh liệt tản ra. Đột phá ngũ biến chiến thần,
vô luận về tốc độ hay là sức mạnh của Tiêu Phàm đều không kém Bát Biến Chiến Thần, nếu như bây giờ gặp gỡ Chiến Thiên Tam, cho dù hắn không áp chế tu vi, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Nếu như dùng toàn lực ứng phó, cho dù là Cửu Biến Chiến Thần, Tiêu Phàm cũng dám ngạnh kháng, há lại để một tên Lục Biến Chiến Thần vào mắt. Tiêu huynh đệ, cẩn thận. Lục Nhất Trần nhìn thấy Lang Nha Bổng trong tay nam tử khôi ngô đã sắp tới gần Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm vẫn bất động, lập tức giống to. Mặc dù cùng Tiêu Phàm ở chung không lâu, nhưng hắn đã coi Tiêu Phàm trở thành huynh đệ của mình, sao có thể nhẫn tâm nhìn Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, Lục Nhất Trần không khỏi trợn to hai mắt, những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy đầu của nam tử khôi ngô đột nhiên bay ra ngoài, thân thể của hắn lập tức bị một đạo đao khí phá tan thành từng mảnh. Đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, đây chính là Lục Biến Chiến Thần đó, thế mà lại bị lập tức giết chết rồi. Ở đây tất cả mọi người đều không tin, thiên tài bậc này mặc dù có không ít, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đây là lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy nhân vật như vậy. Nam tử khôi ngô bị chém bay đầu, trong đầu hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, bản thân thế mà lại bị một Ngũ Biến Chiến Thần lập tức giết chết. Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh. Tiếp tục đi tới một tên Lục Biến Chiến Thần khác đang đối diện với Liễu Phong, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như co rút đất lại. Liễu Phong chứng kiến thực lực đáng sợ của Tiêu Phàm, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn lúc này mới phát hiện, hắn chưa từng nhìn thấu Tiêu Phàm. Phụt, Tiêu Phàm giơ tay chém xuống, đám người chỉ thấy một đạo đao khí màu đen, đao khí này tựa như cùng thế giới này vốn là một thể, sắc điệu đều tương tự như vậy. A à, một tiếng hét thảm truyền ra. Tu sĩ dị tộc Lục Biến Chiến Thần đối diện Liễu Phong, bị Tiêu Phàm chém một đao, ngay cả thần lực chi tinh đều bị chém vỡ. Thật mạnh, tất cả tu sĩ ở đây đều hít một hơi khí lạnh, bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho khiếp sợ, một đao liền chém giết một Lục Biến Chiến Thần, hoàn toàn giống như chém củ cải vậy. Chủ yếu nhất là, tu sĩ dị tộc kia biết rõ một đao kia là nhằm vào hắn, nhưng hắn lại không thể chạy trốn. Mạnh, không phải bình thường mạnh. Tất cả Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội đều bị thực lực của Tiêu Phàm chấn nhiếp, trong lúc nhất thời liền quên đi chiến đấu. Những dị tộc tu sĩ kia cũng giống như thế, tu sĩ đồng cấp không phải là chúng ta mạnh hơn sao, vì sao hắn có thể vượt cấp giết người? Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Một Lục Biến Chiến Thần khác trong đám tu sĩ dị tộc từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, dẫn đầu xông tới. Thực lực của ngươi cường đại. Nhưng chỉ có một mình ngươi thì có thể cường đại đến đâu. Hắn thấy, Tiêu Phàm sở dĩ có thể lập tức giết chết Lục Biến Chiến Thần, chắc chắn cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, hắn không có khả năng luôn duy trì chiến lực cường đại như thế. Đáng tiếc, hắn vẫn quá xem thường Tiêu Phàm, Lục Biến Chiến Thần đối với Tiêu Phàm thật đúng là không thể lọt vào mắt hắn. Nếu như không phải lo lắng đến an nguy của Long Kiếm tiểu đội, Tiêu Phàm đã sớm xông vào trong Ma Vẫn Thiên Cốc. Ở nơi đó mới có giết định thoải mái. Giết, 10 tu sĩ di tộc còn lại tất cả đều đánh về phía Tiêu Phàm, bọn hắn nghĩ chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn sẽ tùy ý làm thịt những người khác xâm la vạn tượng. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ, trong con ngươi lộ ra sát khí vô tận. Bỗng nhiên, một làn sóng đao khí mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra bốn phía, giống như sóng biển, khí thế vô cùng khiếp người. Phụt phụt, máu văng tung tóe giữa hư không, yêu diễm dị thường, tay chân bị chém nứt bay loạn trong hư không, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, 16 tu sĩ dị tộc trong nháy mắt bị đao khí bao phủ. Chỉ một lát sau, hư không liền an tĩnh lại, ánh mắt Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội như nhìn quái vật nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Một đao lập tức giết chết 16 chiến thần cảnh, đây là thực lực bậc nào a? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.